Talk Show Seoul Hàn Quốc 2 tiếng. Ok nhá, đoạn là dài quá tôi tua đi các bạn nhá. Và tôi thấy cái đéo gì nó làm như cứt đi là tôi sẽ chửi. À không, tôi sẽ góp ý các bạn nhá. Tôi góp ý một cách kiểu rất là nhẹ nhàng để cho vlog sau của các em tốt hơn. Chứ các bạn biết tính tôi rồi đấy. Tính tôi lúc đéo nào cũng muốn các em có cho mình một cái vlog thật là hay. Và con đường làm vlog của các em là lúc nào cũng phải thật là tiến triển. Sau này sẽ trở thành một trong những vlogger nổi tiếng. Nên là tôi sẽ góp ý một cách rất là công tâm. Mong các bạn thông cảm. Ở đây từ từ bật cái bật cái chat lên cho các bạn tiện theo dõi. Ok chưa? Chơi nhá, đoạn nào nói trước nha, đoạn nào mà dài quá tôi thấy lê thê quá tôi bảo bịp đoạn này như cứt thì là tôi sẽ tua đi luôn nhá các bạn. Nhưng mà kể cả cá nhân các bạn, kể cả thằng Khôi hay là các bạn là fan của Lê Khôi, các bạn ở Mòn Eo Hội, các bạn thông cảm của tôi một cái. Anh em phải rõ ràng ngay từ đầu. Ôi đi pẹ vlog mờ vãi cả cứt ạ. Thề vãi lìn. Mẹ thằng này quay bằng máy máy mẹ điện thoại đời ơi kìa. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng ngày 19 tháng 7. Đây là lúc mình sẽ dậy và di chuyển ra sân bay để bắt đầu chuyến công tác. Cái việc đầu tiên khi làm một cái video, một cái vlog, một cái gì để người ta xem và người ta chiêm nghiệm, đấy là tôn trọng người xem. Địp mẹ sáng ngủ dậy chưa đánh răng, mồm thối vãi cứt nằm trên giường, địp mẹ quay quả shot đầu tiên là bắt đầu thấy khắm rồi đấy. Là thấy nó bị sai ở đâu rồi. Thứ hai nữa thì đéo ai đi quay, mẹ mày vừa vào đầu khung quay một phát mẹ cái khung dọc nha bao giờ không. Địp mẹ thề với cả các bạn nha, hai cái khúc hai bên cạnh này thì đéo nói làm gì, tại vì nó vứt đi đúng không, nó đéo có một cái thông tin gì ở đấy cả. Còn cái khung ở giữa màn hình thì cái mặt của nó to như cái bánh bao, chiếm con mẹ khoảng 90%. Đây là góp ý các bạn nhé, góp ý một cách rất nhẹ nhàng các bạn. Nhưng mà đúng không? Hợp lý đúng không? EACC tại Hàn Quốc, Seoul Hàn Quốc. Các bạn hãy cùng đồng hành với mình nhá. Mà để cái nhạc to thế nhỉ? Ui dồi ôi, mẹ hiện đại quá, trời ơi. Mẹ bao nhiêu năm mẹ mà làm VFX các kiểu, mẹ edit video các kiểu, chưa giờ tôi thấy một cái công nghệ kiểu hiện đại như này. Một chiếc máy bay bay từ Hà Nội sang hẳn bên Seoul. Đồ họa đẹp, đỉnh cao, lại còn tính được luôn cả số km. Tổng cộng là 2.700 km. Tuyệt vời. Đỉnh quá. Ôi Hàn Quốc đẹp quá. I love Korea. Cũng biết quay phết đấy chứ nhở. Điện ảnh phết đấy. Ây à, intro các kiểu. Được. Anh em này quay shot đầu mồm hơi thối, nhưng mà đến lúc vào việc là cũng có đường dây, đường hình hẳn hoi đấy. Đến nơi rồi, khách sạn đây. Đi phải nó cấn lên chỗ đéo nào nhỉ? Hotel Sờ Ki Bắc Kinh Tàu. Hotel Sờ Ki Bắc Kinh Tàu. Mấy anh em đi nhanh thế nhỉ? Wow. Do họ mè ly ke bla kè. À. Tôi đã bảo là thông báo là phải mình lên tầng 14. Đấy, sau đó mình tự lấy phòng, lấy phiếc rồi tự vào phòng các thứ thôi. Mình cứ di chuyển thôi nhá. Thằng này buồn cười. Mẹ sáng ra chào khán giả ở Việt Nam rồi thì đến Hàn Quốc cũng phải chào lại người ta một câu chứ. Tôn trọng người xem một tí, đúng không? Thì mẹ vừa vào chõ mồm vào cái mẹ tôi lên tầng 14. Xong, thông tin rất ngắn gọn, đơn giản. Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau một hành trình di chuyển rất dài khoảng 2.700 km thì hiện tại là tôi đã có mặt ở Hàn Quốc rồi. Ngoài thời tiết khá là đẹp và hiện tại là đang khoảng bằng này giờ. Theo thông báo của chương trình thì bây giờ tôi sẽ phải lên tầng 14, thì các bạn hãy theo chân tôi lên tầng 14 xem khách sạn này như nào các bạn nhé. Thì phải một câu đơn giản vãi cả cứt như thế thôi, nhưng mà nó chiếm được cảm tình của người xem. Mẹ ông thò phát hai cái mũi vào là phát tôi lên tầng 14, xong. Đúng không? Lịch trình ngày mai như nào nhỉ em nhỉ?
Rồi xong đéo viết lịch trình luôn. Thực ra làm vlog ấy, mình cũng nên để ý thêm một tí thông tin, không phải văn mẫu các bạn. Nó là như thế. Mình biết thông tin rồi thì mình sẽ nói được rất nhiều trong cái video của mình. Sau khi mà mình nói được rất nhiều, mình quay được rất nhiều rồi, về mình edit dễ vãi cả cứt. Nó chỉ chắp hết từ đoạn này đến đoạn kia thôi, chứ nó đéo phải mất công khổ sở lăn lộn tìm xuộc nối từ đầu này sang đầu kia. Tất cả là do mình quay. Cái quay sẽ là cái quyết định nhiều nhất, sau đấy mới đến cái dựng các bạn ạ. Tôi là một thằng dựng rất ngu, nhưng mà khi tôi quay tôi nói được. Cho nên là vậy. À, tôi đang sấy không, tôi đang góp ý một cách rất nhẹ nhàng. Em, tối nay mình free đúng không? Rồi. Không, tối nay bọn anh. Thì mẹ hỏi lại còn hỏi đúng thằng đéo biết gì. Hả? Em à? Ừ, kiểu anh đang hỏi em à? À, anh hỏi em free làm cái gì? Tối nay là free thôi. Thế ngày mai lịch trình như nào? Mấy giờ tập trung các thứ? Thực ra là bây giờ thì em muốn chạy nhận lịch rồi. Ờ. Nếu mà em nhận lịch luôn, cái lịch rồi thì em sẽ báo cho anh. Là báo lại vào trong line đúng không? Bây giờ thì em chưa biết. Em không biết gì luôn. Ô, bạn này là người Hàn Quốc à? Nói tiếng Việt hay thế nhở? Đáng yêu, dễ thương. Mỗi tôi là hỏi đúng bạn. Em tên là Bin à? Bin à? Bin. Bin, ok. Hoặc là Li cũng được à? Li là hụt của em. Li à? Li. À, Li. Anh họ Lê. Viết thì dùng nhau, à. Viết bằng tiếng Việt thì dùng nhau. Đúng rồi đấy. Đi mẹ thằng này để cái nhăng nền to vãi cả cứt. Và tôi vừa xem một cái đoạn đéo có một cái thông tin gì cả. À, là tôi gọt đoạn này đi rồi đấy các bạn ạ. Cắt đi luôn. Hoặc là chỉ giới thiệu một câu đơn giản thôi. Hôm nay trong cái chuyến đi Hàn Quốc này của mình, trong mấy ngày mình ở đây, đây mình sẽ đồng hành với cả bạn Lee Bin, phiên dịch viên, cũng như là sẽ hướng dẫn ở Hàn Quốc. Xong. Còn lại nãy giờ tôi đéo thấy cũng có thêm một cái thông tin gì cả. Mà bạn này nói chuyện ở trong cái sảnh nó bị vang ấy, bạn này nói chuyện còn rất khó nghe cơ. Trong khi mẹ mà anh mõm thì anh mồm nó thì to, dí mẹ gần vào cái GoPro rồi thì mình có nghe được voi. Nhưng mà để cho người xem khó khăn hơn trong cái việc mẹ mà tách lọc được cái âm thanh nền với cả cái âm thanh voi của anh Khôi mõm, thì nó để nhạc nền to vãi cứt. Thằng này thông minh. Đỉnh. Ok, thank you em, cảm ơn em. À, đi thôi. Đi luôn. Bọn tôi là ở tầng 21. Các bạn biết thằng Khôi nó tự hào nhất là cái gì trên khuôn mặt nó? Tôi tin nó phải là hai cái lỗ mũi. Tại vì từ đầu sờ chim đến giờ, từ đầu cái vlog đến giờ, từ khi mà nó còn nằm ở trên giường và đến khi nó đến Hàn Quốc và bắt đầu đứng ở dưới sảnh khách sạn chuẩn bị lên tầng 14, là cái nó focus nhiều nhất là hai cái lỗ mũi. Để ý mà xem. Mà tôi tin trong cái video này chắc mẹ còn nhiều cảnh khoe lỗ mũi này nữa. Đến cái à, đó. Phòng 2121 rồi nha. Số đẹp nhỉ. Thấy luôn, thấy đôi lỗ mũi luôn. Ai trời, đến cái là nhận phong bì. Được chưa? Đó, như đi họp luôn. Giống ngày xưa tôi đi thi đấu nước ngoài cũng thế. Cái việc đầu tiên khi mà các bạn đến check in khách sạn, các bạn biết đi là gì không? Là nhận phong bì. Ngoài nó cho mỗi thằng mấy trăm ơ ấy, thề đỉnh vãi cả cứt. Đầu tiên vào phát, đây là đội Việt Nam đúng không? Đội Việt Nam có 5 người ra xếp hàng, 6 người ra xếp hàng, mỗi người lấy cái phong bì ký tên nhận phát. Mẹ, thích vãi đài. Đến ngay của phong bì là tí nữa lên mình phải đếm được bao nhiêu. Không như thế được phát trong bộ kem đánh răng cái bàn chải. Tí lên rồi mình bị từ đó check xem như nào. Đỉnh. Cái phòng gì đây? À, phòng hút thuốc. Này. Smoking. Wow. À, là... Tinh tế. Hàn Quốc là một trong những đất nước hút thuốc lá rất nhiều, kể cả nam và nữ. Nên là nếu như các bạn có dịp đi sang Hàn Quốc thì các bạn đừng ngạc nhiên cái việc mà kiểu mấy cái khu hút thuốc này nhiều khi con gái còn đông hơn con trai. Tại việc hút thuốc ở bên đấy người ta là rất bình thường. Ừ. Nhưng mà một cái khách sạn mà người ta có luôn một cái sảnh gọi là Smoking Arena như này là xịn xò con bò đấy. Chứ còn có mấy khách sạn đi mẹ, ví dụ tầng mười mấy này hút thuốc cứ phải xuống con mẹ dưới sảnh hút được điếu thuốc, xong rồi mò lên trên thì hết con mẹ một buổi rồi. Sáng làm khoảng 3-4 cuốc thế là thấy trời tối rồi đấy các bạn. 21 bên này. Bên kia có Novotel. Ở đây có con Novocon đúng không? Anh
Ai cả lìn, ông cho người xem, mẹ mình xem kéo này. Vali lâu vậy cứ. 32 này. 30 này. Úi giời, mình tít cuối. Úi giời. Tua phát đến phòng nhá. Rồi vẫn chưa đến phòng, tua phát nữa nhá. Rồi, tua này. Anh biết tôi. Vẫn chưa đến phòng các bạn ạ. Đâu đây 23 là 21 rồi. Vẫn chưa đến phòng. Nguy hiểm thế nhỉ? À đây rồi, đến phòng rồi. Đấy, vào phải làm đúng thủ tục phải không? Gõ cửa. Điệp lại làm thủ tục sai, người ta gõ đúng 3 cái thôi, điệp 3 cái đuổi vong, điệp 5 cái vong về. Rồi, tối ngủ với ma vui vẻ cứt. Rồi, sao? Phương. Mắt lạnh thế nhở? Nếu như các bạn thằng này nhưng dùng GoPro, đúng không? Thằng này dùng GoPro. Có hai cái lưu ý lớn nhất khi mà dùng GoPro nhé. Các bạn nốt lại cho tôi nếu như các bạn có quay vlog. Một là các bạn đừng bao giờ để super wide, là cái chế độ góc rộng nhất của GoPro, các bạn để xuống dưới wide thì không bao giờ nó bị chóng mặt buồn nôn mà nó không bị méo hình. Nó méo đến cái mức mà nó giãn có mẹ một cái mặt ra. Ví dụ như đây là thằng này đang để wide là tốt rồi này, là chuẩn rồi này. Nếu như nãy nó mà để super wide nhá, thì hai cái lỗ mũi của nó ngón chân cái phải nhét vào được. Nó bị vỡ hình, nó bị chửa hình đến cái mức đấy. Hai là trong GoPro lúc nào người ta cũng set có hai cái để cho mình set. Một là ISO max và hai là ISO min. Max lúc nào cũng chỉ để tối đa là 800, tối đa là 800 là đã là quá đáng lắm rồi, không thì để chỉ để 400 thôi các bạn ạ. Thằng này nãy mở cửa vào nát tung tóe hình luôn. Còn min thì lúc nào cũng để 100 thì cái đấy cơ bản rồi. Mắt lưỡi rưỡi luôn. Đây. Đây chính là căn phòng mà tôi sẽ ở khi tham dự giải đấu EACC. Đây là nhà vệ sinh. Ngoài nhà vệ sinh có cả mẹ nút xịt đít, đúng mẹ. Nhà có cả bồn tắm luôn ạ. Có xịt đít, tốt rồi. Đây, phòng tắm các thứ. Nói chung là một cái phòng khách sạn ở Hàn Quốc thì tôi nghĩ chắc cũng đất chật người đông, nên là nó tương đối là bé thôi. Nhưng tôi nghĩ nó đủ. Với cả mình cũng chỉ về đây. Tôi hỏi ngu một cái, bạn nào đây làm về khách sạn, về nghiệp vụ khách sạn, cho tôi hỏi cái khăn bé bé màu nâu giải qua vắt sang đuôi giường này để làm cái đéo gì? Đi khách sạn đéo nào cũng có. Và cái việc đầu tiên khi mà vào thấy cái này là mẹ mày vo vào xong vứt ở trong tủ. Ừ, bực vãi là cứ đắp thì đéo đắp được. Ờ. Để cho đẹp đúng không? Ờ ừ, ok, thì vứt đi là đúng. Đây mình để làm gì luôn? Nghỉ ngơi. Ngủ cái thứ thôi, đấy. Trông đéo đẹp hơn. Chủ yếu thì là mình sang bên kia mình làm việc. Nice. Phong bì. Bóc. Mở thử mà được bao tiền nữa không? Sang được chào mừng một phong bì là đã thấy thích rồi. Sang bóc, đã thấy thích bao tiền à? Đấy. Không những thế mình còn được thêm một bộ nữa là bộ bàn chải và kem đánh răng. Bên này ban tổ chức là họ đấy, khá là chuyên nghiệp. Được rất là đầy đủ. Kem đánh răng Perio bàn chải. Đây, xong. Yeah, chứng tỏ là ông này đi đéo chuẩn bị. Là một người hay đi công tác như tôi nhá, tôi dọn đồ rất nhanh các bạn. Lúc nào cũng thế, tôi chỉ mất đâu đấy khoảng 10-15 phút. Từ khi tôi mẹ mặc quần đùi ba lỗ đến khi tôi biến hình thành outfit đi ra ngoài đường và dọn hết đồ đạc cho 3 ngày 2 đêm, tôi mất chỉ khoảng 10 phút là xong. Tại vì lúc đéo nào tôi tối ưu có mẹ hết tất cả những cái đồ mà tôi sẽ mang đi rồi. Tôi có một cái túi, trong đấy tôi để luôn một bộ bàn chải mới, một bộ kem đánh răng, một bộ dầu gội đầu, một bộ sữa rửa mặt, dao cạo râu, bông ngoài tai, các thứ tôi để chỉ để trong một cái hộp thôi các bạn. Đóng vào phát mẹ cứ đi công tác tôi cầm đúng cái hộp để tôi vứt phát vào, xong xong việc mẹ luôn. Còn ông này là chắc là chơi theo cái kiểu mẹ mình nghĩ là lúc đéo nó khách sạn cũng có sẵn đồ rồi nên là đéo mang theo này. Rồi được một bộ sim card nữa. Đây, sim card 7 ngày. Wow. KT Roaster Korea Telecom man. Nhưng mà lại made in China. Nhưng mà đoàn này xịn phết đấy chứ. Mẹ em đi lại còn phát sẵn sim cho. Còn hôm trước là đoàn tôi đi Singapore ấy, vừa mới lên cái xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến Singapore. Ở đây thì thế này thế nọ thế kia. Đấy là câu chào đầu tiên. Câu chào thứ hai thì mẹ giơ lên một quả thẻ như kiểu là đánh phỏm ấy các bạn. Ai mua sim không nhờ? 300.000 một cái, dùng được 3 ngày, dùng được cho 4 nước: Singapore, Indonesia, Thái Lan. Mẹ mỗi ông cầm 3 lốp ra mua cái sim trước đã. Rất ảo. Ảo thật đấy. Giờ tí nữa thì mình sẽ chuẩn bị các thứ. Tí nữa tôi lắp sim lắp xếp vào, đi còn phải liên lạc các thứ, gọi về cho Chin với cả thằng Khoai. Úi giời, nói thế chứ đi công nhớ, tác nhớ, rồi. Nhớ.
Để mà rất công nghiệp và rất là văn mẫu. Lúc đéo nào đã nhắc đến vợ con ở nước ngoài hay là đang đi công tác là mẹ đang quay lên hình, không phải ui, nói mẹ đi công tác nhớ vợ con quá. Vợ nhớ con phết thì đùa đó. Đúng. Không những thế đi lại còn dài ngày. Em có lẽ là bắt đầu là một người đàn ông của gia đình. Đây là chuyến công tác nước ngoài chắc là dài ngày nhất của tôi. Giờ đến tầm 6 ngày. 6 ngày. Thì có một điều mà mình nhớ nhung nhất thì chắc là vẫn sẽ là vợ con mà thôi. Đúng rồi. Không biết tầm này là thằng Khoai là nó đang làm ngủ gì? Chưa hay tầm này nó đang đúng, ăn đây. Đúng đúng. Ở vợ Hàn nó Quốc làm gì? Thì cách Việt Nam Hàn Quốc thì cách Việt Nam là đâu đó khoảng độ là 2 tiếng. Thì họ bên này, ví dụ bên này hiện tại đang là 7 giờ thì ở Việt Nam mới là tầm 5 giờ. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cất đồ các thứ xong rồi chắc là đi ăn đã. Đói rồi. Bên này thì nó cũng là 7 giờ cũng là đói rồi. Đấy, cái bụng của mình nó thật ra nó cũng không phải nó theo cái giờ giấc gì đâu. Ừ, nó cứ đói thì nó kêu thôi. Mà nó kêu thì mình phải đớp. Bây giờ hỏi bên ban tổ chức đi, ban tổ chức ấy bảo là ăn uống là phải tự túc. May thế nhở. May mà trước khi đi là vợ cũng bảo là thôi thì anh đổi thêm tí tiền nữa. Sang đấy tập trung ăn uống cái thứ có sức mà làm việc. Thế tôi bảo là chắc là sang đây thì kiếm mấy thằng cô em bên này. Mỗi ngày bảo chúng nó một bữa. Đấy, ví dụ tí nữa tôi gọi thằng Văn Toàn chẳng hạn. Đấy, xem nó có rảnh không. Nó đưa đi ăn được một bữa. Đấy, không phải rủ thêm mấy các bạn kênh chat FA hay xem mình trên kênh nữa. Đấy, mình vớ thêm một hai bạn nữa, mỗi ngày các bạn bao một bữa. Ô mẹ em, chiến thuật của thằng này hợp lý thế nhở? Thế mà mình đéo nghĩ ra. Ừ, hợp lý thực sự. Uầy, lịch của tôi là mẹ năm nay là cũng hơi dã man đấy các bạn nhá. Cũng flex với cả các bạn tí là tháng 10 là đi Úc. Tháng 11 là đi Hàn Quốc. Thế là tôi cũng phải tính toán xem là mấy ngày đi Úc này thì bắt đầu làm quen với bao nhiêu người này thì cũng xin mấy bữa là hợp lý này, xong rồi đi Hàn cũng thế. Chuẩn, đỉnh đấy. Thế là đâm ra là mình cũng đủ lo cho khoảng 6 ngày. Chế thuật mới. Nhá. Hay. Đây, chị em phong bì cũng tôi bảo đây. Để chúng ta mở xem bên trong bao tiền. Hôm trước đi Sinh cũng thế, đang ngồi xem bóng đá thì có con em tôi ở bên Sinh. Uầy, không phải con em mà. Bên có bạn tôi quen, bạn ấy làm ở YouTube bên Sinh, là bạn ấy kiểu hỗ trợ tôi các thứ. Bạn ấy mời tôi qua văn phòng YouTube ở bên Singapore để tham quan nhưng mà tôi đéo thời gian. Xong lúc tôi đang xem bóng đá, bạn ấy nhắn tin mà anh ơi, chồng của bạn em rất là hâm mộ anh, là anh đang ngồi ở khu vực nào thì bạn ấy cũng đi xem bóng đá thì bạn ấy muốn qua chụp với anh cái ảnh. Và ừ đấy, anh đang ngồi zone này. Bảo tí bạn ra cổng rồi đi, ra phát mẹ gặp ông em to vãi cả cứt, ừ bắt tay các kiểu, xong chụp ảnh xong rồi, xong hỏi câu bọn anh chắc chưa ăn gì đâu đúng không, ừ hay là em mời mọi người một bữa đi. Mình quay sang nhìn đội với mình phải mười mấy thằng, mẹ trông ngại vãi cả cứt, nhưng mà thực ra là cũng muốn đi ăn vại đài đấy. Quả đấy mà đi ăn thì chắc ông em thành anti fan của mẹ mình luôn. Ui mẹ em dày thế. Wow. Ui đồ tiền đô được 20, 10, 15, 35 đô à? 35 đô anh em, 35 đô này. Thì cái này thật ra là cái tiền mà ngày trước là bọn tôi ở Việt Nam thì bọn tôi làm visa. Bây giờ thì bên công ty người ta trả lại thôi. Ôi giời ơi, mẹ tôi cứ tưởng là suất của game thủ đi thi đấu người ta tặng tiền cho để tiêu. Bọn tôi ngày xưa đi là đúng là người ta tặng tiền cho để tiêu các bạn nhá. Mỗi thằng được mấy trăm ơ ấy. Đéo quan tâm chúng mày làm gì, hiểu không? Cứ ký nhận phong bì đi, đây là phần của chúng mày. Ừ thế thôi, thích làm gì thì làm. Đấy, lừa chứ vậy, không phải là tiền người ta cho tôi gì cả. Ở đây giờ là toàn ăn uống tự túc hết. Đấy, bây giờ chắc là anh em mình lên đường đi ăn nha. Ờ. Let's go. Đấy, và bắt đầu di chuyển đi ăn. Giá như nó có thêm một số cái cảnh nó mở cửa ra, nó đóng cửa vào, nó đi xuống thang máy, nó bấm vào cái nút, nó trôi xuống dưới thì nó đéo bị cụt như này rồi. Đấy, cụt. Đặt được. Thằng này nói thì nhiều nhưng mà chuyển cảnh thì ít. Cả xe, ôi bắt đầu có giọt mưa này. Đi ăn nhanh này. Các bạn thấy không? Điều tự hào nhất với nó vẫn là hai cái lỗ mũi. Đây, tôi có. Bọn tôi bắt được quả Grab rồi mà. Xe người ta phóng đi đâu? À, tôi lại thấy một cái cảnh không có thông tin ở đây nữa. Thực ra nó chỉ cần đi bộ hai bước, nó mở cửa taxi, nó đi con mẹ vào, nó đi đến cái điểm nó ăn là xong con mẹ rồi. Nó cắt đi được đâu đấy khoảng một đoạn. Dài vậy cứt. Rồi chúng ta đến địa điểm có vẻ là thấy chắc là khu trung tâm, rất đông người di chuyển. À là đi rồi đấy à? Là đi rồi đấy à? Đấy, nếu như làm theo tôi là ổn mẹ rồi đấy, là nó có chuyển cảnh luôn đấy. Còn thằng này là biến một phát mẹ mày từ cái chỗ nó vừa đứng lên, biến con mẹ ra đây đã là khu trung tâm mẹ rồi. Khả năng cao ngày hôm nay bữa tối đây chúng ta sẽ ăn cái món này. Đâu món nào?
Spicy Sunday Soup. Sunday sâu xịt in beef stock. À, cái này là xúc xích bò này. Suzy Fix Meal. Top Rip Hamburger. Rồi cái này phải ngon này. Ủa, chỗ ngon thế nhỉ? Sa Mê Ta Giang. À tôi nhớ rồi. Mẹ, trước khi cái vlog này on air lên, nó bảo là anh hãy chờ đợi vlog đi Hàn Quốc của em ăn như chó luôn. Thì bạn tôi còn nhớ câu đấy. Đúng với mẹ rồi. Thằng này chuẩn bị ăn như chó này các bạn. Su giúp cú bắt. Hay quá. Hay quá nhưng mà đói quá phải đi ăn. Đúng là có thêm cảnh đợi bạn hát xong xong vào cũng phải giới thiệu đúng không? Lên vlog tí giao lưu tí cho vlog nó có thêm màu sắc một tí. Hello, I'm Lê Khoai, I'm very famous in Việt Nam. Can you take a picture with me? Ví dụ thế mẹ ông đình đình chế vào một tí. Vlog nó sẽ hấp dẫn hơn. Mẹ ở đây quay câu xong rồi bảo là mẹ hát hay quá nhưng mà đói thì phải đi ăn xong. Đấy là một nét đặc sắc ở Hàn Quốc. Là rất nhiều ca sĩ trẻ đấy. Họ sẽ đứng hát ở những cái khu gọi là trung tâm. Thì gọi mấy bạn hát bên ngoài là nó sẽ đứng hát ở những khu trung tâm. Nghe kiểu thế nào ấy. Các bạn ý hay đứng hát ở những khu trung tâm. Nghe nó thân thiện hơn hẳn. Đi bộ, ăn uống và mua sắm ở Hàn Quốc. Thì mẹ nói chuyện thì cứ dí hai cái lỗ mũi vào thế bực thế. Sao tôi cứ nhìn hai cái lỗ mũi thằng này nhỉ? Tôi chọn món là đớp với anh. Ủa, đồ ăn thì nhiều vãi trưởng luôn thề. Ăn nhiều món nhiều. Tại một món nó cũng không nhiều. Em xe nhau ý vị á. Này giống là tên Yaki. Nhưng mà em thì comment cái này có vẻ ngon hơn. Tại vì em thấy cay nó không ngon lắm. Dạ ngon cay được hả? Ngon. Anh cô đớt anh cô đớt. Bị phạm trong ông chủ quán đúng kiểu chống tay. Con mẹ mua thì đéo mua. Quay con cạc gì lắm thế. Trông bực thực sự. Ơ thôi mất mẹ tiếng rồi. À đây. Thử mỗi cái đi. Là 4 cái. Thế ông bán hàng trông mặt giống đạt ca vậy cứt. Hai cái này. Một thôi. Ăn nhiều món. Không, hình như đang có quả nhạc nền của Maroon 5 hay sao nhỉ, đúng không? Hắn cho hát là gì? Mười nghìn. Cái cốc của chị chắc là không tìm được thùng rác hay sao, anh lại lấy cốc vứt vào thùng rác của chị luôn. Tinh tế. Tôi yêu anh bán hàng. Đây là gà. Đói lắm rồi, lớp chung đấy. Đây một cái. Là ăn chung thì hợp lý hơn, tại vì đấy rất nhiều món lắm. Mẹ mày làm một khúc rồi xong thì đi về thì còn đi chơi làm cái đéo nữa đúng không? Trông no vãi cứt ạ. To đéo chịu được. Cái đó. Cái đớp anh thôi. Được, tôi đớp trước. Món này gọi là món gì nhỉ? Gà nướng. Gà nướng. Nhưng mà cái này là loại cay. Đi mẹ cay thế nhỉ? Chắc cũng đéo ngon đâu. Ừ. Đéo ngon đâu đúng không? Cay. Không cay. Đây, ăn này cay. Rồi, đéo ngon. Đi ăn một miếng đưa cho thằng khác luôn là đéo ngon. Mẹ ngon là phải và 3-4 phát đúng không? Thử miếng nào. Đâu, cay đâu, cay đâu.
Ừ, đây không cay. Em không biết luôn á. Anh cho tôi vào video tôi đớp với nào. Đợt này bọn em vào bọn nó không cho vào mà. Ngon ngon ngon. Ăn cái này trông có vẻ là ngon, cay, mỗi tôi là ăn xong bị điếc các bạn ạ. Thì mẹ người ta đi cùng đoàn, người ta đã bảo là anh cho em vào video để em ăn cái xem nào, cũng bị điếc mẹ luôn mà. Điếc luôn, đấy nhìn đấy, đấy, nghe đấy. Đây, đây, điếc ngang. Đây, không cay. Em không biết luôn á. Anh cho tôi vào video tôi đớp với nào. Đấy, điếc luôn. Đợt này bọn em vào, bọn nó không cho vào mà. Ngon, ngon, ngon. Gà ăn được hết chứ. Ngon mà. Nhưng mà em thấy vị này ngon hơn đúng không? Ngon hơn vị cay. Hai vị ăn đều ngon cả. Thế mình cứ đứng giữa đường là mình ngon. Mình lại đi tiếp. Mình lại đi tìm món khác chứ. À thế à. Mình đi gọi là hết đường thì thôi. Ủa cái này lắp chân mà. Cái vị đồ ăn hấp dẫn thật sự đấy. Ở trên đường này em thấy bắt đầu cũng rẻ. Cái đấy thì là gì đắt nữa. Sao anh sang đấy? Anh sang làm giải FIFA. À, diễn viên. À thế à, thợ tiện thế nhở? Ừ, đã xin kiểu ảnh ngay rồi. Ok. À, gặp đúng một bạn ở Việt Nam luôn. Suốt ngày xem mấy anh chơi vịt. À thế à, cảm ơn em. Đâu được bên nào? Ôi em tưởng anh vẫn ở Việt Nam. Gặp nhau ở Hàn Quốc rồi, xong rồi nói câu rất xã giao là em tưởng anh vẫn ở Việt Nam. Bạn xã giao quá đấy nhá. Ok, em tên gì đấy? Em tên Nam. Nam à? Cố gắng nhá, với lại du học có thứ. Chờ anh có con nhỏ anh ở nhà. À không, vẫn phải đi chứ, mình đi mình còn cầy có tiền mua sữa chứ. Anh cảm ơn hai đứa nhá. Ừ, cảm ơn em. Mình phải ăn thử cái món đầu tiên là tôm hùm. Đấy. Tôm hùm. Đây, đi sát bên phải này. Đi sát bên phải nhiều đồ ăn hơn. À, đi bên trái không có đồ ăn đâu. À, tôm hùm phô mai 20k. Quan. Nhầm. Đi con mẹ. 20.000 won à? 20.000 won đúng không? Ừ, 20.000 won. Đi ông rút ra tờ 20.000 Việt Nam đồng, tôi nhìn đéo nhầm đâu. Đúng, nhầm. Ở đâu rồi ta? Tiền đấy để đâu nhỉ? One. Đây. Tí tưởng 20k Việt Nam chết. 20.000 đây là 20.000 won các bạn ạ. Từ từ đã. 10.000 won là bao nhiêu tiền nhỉ? Mình phải hiểu về cái tiền tệ này mình mới biết. Bình luận về giá chứ các thứ. 10.000 won là bao tiền ta? 10.000 won. Tu Việt Nam đồng. 10.000 won là bằng 18.000 Việt Nam đồng. Sao 4 lốp? À 180.000 à? 10.000 won. À cứ đó, ok, thế cứ tính tiền gấp đôi đi cho dễ nhá. 10.000 won là 200.000 đúng không? Ok. Yeah. One. Đơn giản nhá, tiếng Anh giáo đâu rồi? Đâu rồi? Yeah. Trong này, quay sát đây. Đấy. Đi phải kiếm đâu được ông em quay phim vãi cả cứ. Món này là tôm hùm đấy, người ta sẽ gọi là phủ phô mai lên trên. Người ta đang cho vào lò để hấp. Được chưa? Ô thế hai con này là mô hình à? À hai con này chắc là mô hình. Giống như open Địt mẹ tiếng Anh buồn cười mấy luôn. Open ấy. Địt mẹ đỉnh mẹ luôn. giải trí quá luôn. Như open gì ai quay vlog à? mà chỉ vẫn hiểu được đỉnh quá tề. Here man, yeah. Ủa, ngon chưa? ngon luôn. Cảm tham ta à. Cảm ơn các thứ lịch sự đấy, cẩn thận va vào người ta đằng sau. Đỉnh mẹ. Đây rồi. Ơ địt mẹ sai ở đâu ấy nhở? À của thằng này bỏ vào lò này. Ơ thế mẹ mấy con nướng ở dưới này để làm cái đéo gì nhở? Khó hiểu cái này.
À, nướng chín rồi xong bỏ phô mai, xong bỏ vào lò để phô mai nó chảy ra. Ừ, đúng, 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 hợp lý, hợp lý. Wow, kamsahamnida. Điệt cậu lại biết mỗi câu cay lắm. Thế à? Rồi, thằng quay phim chắc đéo được ăn. Mình đứng dịch ra đây, mình tránh đấy ạ. Đó. Để tránh ảnh hưởng đến các cái cửa hàng khác. Ui, quay sát đây, quay sát đây. Nhìn miếng tôm hùm này. Đây là kiểu tôm hùm men mini. 20.000 won là bao tiền nhỉ? Ui, từ từ đã. Là 400.000 cái này á? Ôi đi, thật không nhỉ? Đúng nhỉ? 20.000 won, 400.000 á? Phải không nhỉ? Nãy các bạn bảo 10.000 won là hai lúc. Ui, 400.000 cái này. Fuck, đắt vậy. 400.000 à? Chết mẹ, ăn này sai rồi. Không sao, nó là trải nghiệm mà. Này gọi là hy sinh thì các bạn. Đéo thể đéo khen ngon được 400.000 cơ mà các bạn. Khen vội. Được đấy này, làm miếng đấy. Ăn đây, làm miếng đấy, thử đấy. Đằng nào tao cũng mất công mua rồi. Được không? Được không, Hoa ca? Ngon này chứ. Rồi chắc ăn 2-3 miếng nữa xong cho nốt được quay phim cái vỏ xong. Nó bị ngọt. Ngọt. Ừ. Vị ngậy của phô mai. Không biết là của nước sốt hay của tôm hùm, ăn rất ngọt. Đến món khác, món này. Thôi xong, đi vào. Đúng không, quay phim ăn vỏ luôn. Đây là món thịt lợn cuộn kim chi. Wow. Thế giới. Yeah. Ui, chốc quả cuộn to thế cơ à? Ồ. Ấy. Đi đâu? Bên trong sẽ là kim chi, bên ngoài sẽ là thịt lợn cuộn vào. Ui, xong bây giờ người ta dùng máy kho, người ta kho lên để cho nó chín hẳn. Wow. Wow, nhiều loại sốt thế này. Ở đây chúng ta có sốt Samyang, sốt wasabi mayo, spicy chicken và barbecue. Barbecue đâu? Barbecue là cái nào? Barbecue là cái này. Sao biết? Tại em biết có biết một xíu tiếng Hàn. Tiếng Hàn như barbecue. Tại em biết đọc tiếng Hàn. À, thế đây sẽ là mayonnaise đúng không? Wasabi. Thì phải học hành số ở đấy thì đéo chịu xem. Ok. Số đấy 1234 này mẹ thằng khối mõm mình. Làm sao mi tả? Ở đây mình sẽ ăn barbecue. Ôi vãi cứt cho nhiều vậy. Còn sao? Thêm sốt không? Hay chỉ ăn barbecue? Còn thêm sốt này không? Thôi, ăn đây. Ăn thử đấy, nó biết cái gì đâu. Ăn đây rồi, ăn rồi. Ngon không? Cũng ok ạ. À, thế là bên Hàn Quốc là giấy người ta kẹp cho mình này là cũng làm bằng nguyên liệu gì đấy mình ăn được luôn. Thì bạn thấy khôi phịt con mẹ hết vào giấy, chắc là tí cuộn cả giấy nhét vào mồm. Đó, mình cho mỗi sốt lên tí ăn thử em nha. Kamsahamnida. Sởi ơi, như người Hàn Quốc luôn. Đây. Mình lại làm một góc bên kia mình ăn. đúng. Tránh ảnh hưởng đến là trải nghiệm của những thực khách khác. À, mình đứng gốc cây là mình ăn. Đó, mình sẽ thử cái món gì quên bố tên rồi nhỉ? Thịt lợn cuộn nấm kim chi. Đứng dịch vào đây. Món gì nhỉ? Chi kim chi roll pork belly là thịt lợn cuộn kim chi. Phô mai. Yeah. Wow. Ơ, bao nhiêu tiền đéo nói nhỉ? Chê thế đéo nào được. Mất tiền mua mẹ có con tôm hùm bé tí 400.000 ăn mẹ khen lấy khen để cơ mà. Ngon. Ăn như kiểu nem đán á. Chả giò á. Thôi. Ôi đi mẹ, thằng bé quay phim mà chắc cũng muốn làm miếng ấy, nhưng mà trông anh Khôi vẩy kinh quá. Đi mẹ vẩy con mẹ hết ra cả hộp rồi, thằng bé làm đéo dám ăn. Ngon. Ngon quá kìa. Rồi thôi. Nóng máy quá. Ngon. À. Tôi khẳng định các bạn luôn, chắc chắn là đéo ăn được hết cái hộp này. Trông quả mặt bứ vãi cứt rồi. Món này nó có. Đây này, đấy cả mẹ hai bé đằng sau chắc cũng đéo tin là ông anh đứng ở gốc cây để có thể ăn được hết cái hộp này luôn. Có vị ngọt của thịt bò.
chua của kim chi. Đặc biệt là cái sốt ăn cay nó chịu được. Hay là cái cay đến được kim chi nhỉ? Nhưng nói chung là ăn rất cay. Ăn cay này thì không phù hợp với những bạn dạ dày yếu. Nóng. Nóng quá. Thế là cái món đáng trải nghiệm. Cái khu này gọi là khu gì nhỉ? Mê Long Đông. Mê Long Đông. Khu phố đi bộ ở bên Hàn Quốc, Mê Long Đông. Mê Long Đông. À, Mê Long Đông à? Ừ. Các bạn sang sang Hàn Quốc, các bạn nhớ sang khu Mê Long Đông nhá, để vào khu phố đi bộ trải nghiệm ẩm thực các bạn nhá. Khu này là khu Mê Long và nó rất là đông người nên người ta gọi là Mê Long Đông, đông thật. Nó quay toàn cảnh mọi người xem. Đông dã man. Một phần này nói chung là với tôi là ăn là hơi nhiều. Có lẽ là tôi sẽ phải gọi thêm mấy anh em khác ăn hộ. Đỡ tôi cái này hơi nhiều. Đấy là may anh em đéo nhìn thấy cảnh anh Khôi anh vẩy vãi cứt thịt vậy. Thằng nào nhìn thấy cái cảnh mẹ mày vẩy vậy. Đấy cả thằng quay phim nó còn đéo dám ăn nữa là. Bữa. Ở đây mình đi xuống dưới. Trải nghiệm mỗi thứ một tí. Đúng không? Nhưng mà kiểu ăn bứ vậy thì nhưng mà tại vì quay mà các bạn quay vlog lúc đéo nào thì vẫn phải mẹ ngon. Ngon vãi cứt. Đi bộ nhiều mỏi chân thì mình uống. Có ghẻ này. Mua cái gì đấy? Áo MLB của đúng tuyển thủ giàu thật sự. Lại Kamsahamnida. Tiếng Hàn đâu? À, lại thank you à? Ai à? Nước liệu. Sao? Có khỏe đâu nhỉ? Nó vừa đứng đây không? Đi bộ mỏi chân phải làm cái nước liệu. Ngon. Khá ngọt gì cả. Uống nó cứ chua chua nhạt nhạt. Sao nào không anh? Tôi đều thích uống nước liệu ấy. Có thể nhiều người thích uống cái nước liệu này vậy. Kể cả cái quả lựu ấy thì bạn ném vào mồm ăn xong nó cứ lạo xạo toàn hạt là hạt ấy. Tôi đéo thích một tí nào, ăn nước thì ít bã thì nhiều, đéo thích. Rồi uống đéo hết à? Bây giờ tôi phát hiện ra thằng Khôi này có kiểu mua về uống đéo hết là lúc đéo đạo gì. Ăn thử đấy, uống thử đi ngon, nóng cay, uống thử đi. Uống nốt. Thế ông mua xong ông phải đi ra một góc để mẹ ông uống nhỉ, nhỡ có đéo ngon thì anh em reaction thì mẹ chủ quán nó còn đỡ bị phật ý. Đây anh em đứng con mẹ ở quán xong đưa hết ông này ông khác, kiểu ông nào ông xong chết. Mẹ nào đại sứ thương hiệu mixer thế này chết rồi. Đấy. Chết. Mẹ nào, thiếu tinh tế. Uống lâu thấy cũng ngon chứ. Ui. Bạch tuộc. Ui, tôi là một trong những thằng thích ăn bạch tuộc vãi đái. Thế cái dâu bạch tuộc, ui, nó là hải sản nhưng nó đéo bị dị ứng. Mà ăn ngon hơn khi mà chấm với cả cái muối đéo gì màu xanh ấy nhở. Muối kiểu gia vị hải sản ấy. Ngon vãi cứt. Là còn nướng đấy chứ. Hả? Cái gì cơ? No, I'm come from Vietnam. Vietnam. You know Vietnam? Vietnam, okay, no Vietnam. Oh, bạn ăn ba lần rồi. Bà ấy bảo ông quay phim thì trông giống người Việt Nam nhưng mà mặt thằng này thì đéo giống người Việt Nam, thế giống người đéo gì nhỉ? Mông Cổ. À giống người Mông Cổ, phải cả cứt ạ. Mẹ anh Khôi Mông Cổ. Ngoài ra ăn thử món
steak gọi là món bò miêng đô. Ừ. À, đủ bên trên không có ít tiền. Ừ. Trông đéo ngon lắm nhỉ, kiểu steak phải để cả miếng nhưng mà cũng thèm ấy. Nhiều thứ như kiểu là lá tắt ly, nhiều cái lá ăn kèm. Cái quan trọng đây là steak để thêm một sốt ăn đi nhẹ. Ở đây rất lạ, ăn steak là ăn với cả giá. Ừ. Bò steak là ăn với giá. Ừ. Đây là bạch tuộc. Ừ, tại sao để ăn bạch tuộc nhỉ? Thề trong bạch tuộc ngon vãi cứt đi. Steak 15.000, bạch tuộc 10.000. Steak 3 lốp, bạch tuộc 2 lốp. Ui, 2 lốp một cái dâu bạch tuộc đấy á. Tôi quyết định đầu tư. Nếu như là tôi thì tôi sẽ đéo ăn cái này đâu. Cái này trông đéo ngon. Wow, lại còn kho nữa. Tôi nghĩ lại rồi, tôi thấy ngon. Ui, bịt mẹ, sở thách này mà đang kho như là cháy cháy như là đi cho thêm tí nước mắm vào nữa nhỉ. Với cả mẹ gọi thêm one rice, một bát cơm trắng. Ngồi đây và thì vãi cứt. Ui mẹ, lâu nhỉ, nó chả dai à? Ừ, bắt đầu trông thấy là nó hơi dai rồi đấy. Này nó phải đỏ đỏ nó mới ngon chứ đúng không? Phải mềm mềm một tí chứ. Mẹ thằng này nó quay bằng cái đéo gì mà vàng ếch thế nhở? Nhưng mà trông vẫn ngon, trông vẫn kiểu bị tò mò xem là vị nó như nào ấy. À, sốt. Lại ra một góc. Bò steak mi đông đông. Ừ, vị rất thơm nữa. Sốt của nó giống kiểu sốt thịt dầu á. Sốt tương đen á. Ồ mẹ, ăn về giá thật ạ. Có wagyu. Giá nó ngon. Giá thịt bò. Kiểu như thịt bò xào giá. Vị rất lạ. Bò hơi dai nha. Lại chả dai, mẹ mà khè thế chả dai vậy cứt. Hơi cháy quá lửa hơi dai. Là miếng hoa cay, ngon lắm. Lại vẩy rồi thế. Đi bẹ cắn miếng xong rồi bỏ cho thằng camera cay vậy cứt. Hơi chín quá. Ui mẹ, các bạn nhìn chữ chín của nó này. Chữ chín của nó là ông camera ông cũng muốn ăn lắm ở đây. Nhưng chữ chín là bắn con mẹ mà phát ra này. Chín này. Hơi chín quá. Ui giời vãi cả cứt. Thế này thì đi bố thằng nào dám ăn. Thề mẹ anh khôi vẩy á. Cay vậy. Vẫn giữ được cái vị ngọt của thịt bò. Có này là tính là 15.000 luôn. 15.000 luôn là đâu đó tầm 3 lốp 200. Ăn thế đéo được hết thề với cả các bạn luôn. Hôm nay là ăn phần tôm hùm 400. Phần được tích 300 đến 700 rồi.
chưa kể ăn uống linh tinh thêm thắt vào nữa. Tôi đéo muốn tua lại đâu, nhưng mà nó mẹ một chữ 7 với cả chữ 9 của nó là có vấn đề nhá. Thì mẹ chữ 7 cũng vừa vẩy ra thêm một phát xong. Ăn toàn thịt rồi, nhiều đạm quá. Nó cao về đêm lại đói. Đêm các lại ra đúng là tạp hóa, mua đồ ăn đêm luôn. Còn tầm này chắc ăn thêm suất này nữa chắc là ok rồi. Về thôi chứ còn đéo nữa. Đó là về luôn, cắt luôn. Rồi, làm vlog đỉnh cao. Con sang con mẹ mà ngày thứ hai luôn. Đéo chào khán giả. Ông này đang bị xu hướng là nói chuyện với ông quay phim để làm nội dung, chứ đéo nói chuyện với người mà người ta sẽ xem cái vlog này. Cho nên bị thiếu một câu chào và nó rất cụt lùn. Tôi nhận xét rất là nhẹ nhàng nha các bạn nhé. Mình có thể kết thúc cảnh này bằng đấy. Hôm nay tôi ăn mấy món này hết cụ một củ rồi. Tôi cũng thấy no no rồi, nên là tôi bây giờ sẽ về khách sạn ngủ. Xong rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau các bạn nhé. Thì nó sẽ khác. Còn đây là ông này đang nói với cả ông camera phát. Xong rồi đến đoạn đấy đéo có đoạn kết. Về edit thì bà chết con mẹ đéo có suộc. Thế là bắt đầu phải đắp ngay cái dòng chữ vào. Ngày 2 tại Hàn Quốc. Yo, hello, xin chào các bạn. Ô đi mẹ, ngày 2 diễn viên khác à? Sao trông khác thế? Đổi diễn viên à? Mẹ giống kiểu Tây Du Ký ngày xưa ấy. Phải 4 năm ông Đường Tăng thì mẹ thay nhau đóng ấy. Ekip này được đỉnh. Bây giờ là 1 giờ chiều bên Seoul Hàn Quốc. Hôm qua sau khi đi quay cái đoạn ăn uống các thứ ở cái phố đi bộ bên Hàn Quốc ấy, thì máy tôi hết pin. Nên là vì máy hết pin nên tôi quyết định là về đi ngủ luôn. Tôi đóng. Lừa dối người xem, không trung thực. Làm đéo có cái chuyện hết pin nào mà vẫn nói được hết cái câu đấy. Đúng không? Nói thêm được 10 15 giây thì có làm sao đâu, tự nhiên là mẹ em cụt ngủn xong bắn dòng chữ lên, xong sau kêu là mẹ em qua máy tôi hết pin. Mà thiếu suộc thì nói mẹ là thiếu suộc. Đúng không? Một phát đến bây giờ là 1 giờ chiều. Bây giờ tôi dậy. Bây chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới ở bên Hàn Quốc bằng việc là chúng ta sẽ vệ sinh cá nhân. Sau đấy thì chúng ta sẽ di chuyển ra bên ngoài kiếm đồ ăn. Tìm cái đéo gì đây? À, bàn chải. Mặc dù được phát cho cái bộ kia để dùng, nhưng mà thôi, tôi vẫn sẽ dùng cái bộ tôi mang ở nhà đi. Đẹp mà. Đéo được. Thằng này đại sứ thương hiệu của mixer, nhưng mà cái động tác đánh răng và góc máy của nó chưa phù hợp để làm đại sứ cho lắm. Oánh cũng phải cố gắng ngửa người ra để chữ mixer hiện nay. Gọi đại sứ hương hiệu mixer. Nó phải như thế, mẹ chồng con mẹ che con mẹ hết cái chữ mixer đi rồi. Tôi và anh Độ giống nhau ở đánh răng. Oánh rất ngoại. Oánh chọc thùng cái lợi. Oánh đeo oánh đúng 2 phát xong con mẹ rồi. Rửa mặt kiểu đéo thế này. Ôi vai cả lìn hạ thề. Mẹ, đây là cách của mẹ người hàng đậu rửa mặt. Hay là tại vì tôi khác mọi người nhỉ? Từ buổi sáng, từ bây giờ anh em mình nói lại nhau về đi tối ưu một cái cách rửa mặt làm sao cho thật sạch buổi sáng nhé. Hai thứ lớn nhất của vấn đề buổi sáng, một là mồm thối và hai là dỉ mắt. À, người Mông Cổ, đúng người Mông Cổ, đúng người Mông Cổ nó phải khác mình đúng. Như tôi là bình thường là tôi đánh răng xong này, hiểu không? Sau đây là tôi rửa qua mặt này, sau đây là tôi lấy nước để tôi dấp vào hai cái mắt này, xong rồi chớp để cho kiểu mấy cái ghen mắt bẩn nó kiểu nó ra này. Xong rồi tay sạch rồi thì bắt đầu lau cái bên trong cái nước này, xong thì lau cái đằng sau này, xong rồi lấy khăn khô về lau qua mặt một cái, thế là xong. Đấy, bình thường tôi rửa mặt là như thế, sáng sớm là như thế. Còn người Mông Cổ thì lấy một khúc khăn, đúng một khúc khăn đấy các bạn nhá. Cho nước vào cho ướt, hiểu không? Xong rồi mẹ lấy đúng cái khúc khăn đấy về lau đúng cái mắt thôi. À. Ngày xưa là hay dùng khăn mặt, xong dấp ướt hẳn. Xong rồi mới lau từng khóe mắt. Nhưng mà sau tôi đọc một cái bài báo là tại vì cái khăn mặt mà mình hay dùng là mình hay treo trong nhà vệ sinh là độ ẩm nó rất cao và nó rất hay có nấm vi sinh và các thứ nó ở đấy nó rất là bẩn. Nên là cái việc mà sáng xong mình lại dấp ướt cái khăn mặt đấy xong mình lau vào mấy khóe mắt đấy nó không tốt một tí nào. Và người ta khuyến cáo là người ta nên dùng nước, nước thì phải nước sạch đấy, nước sạch xong rồi lau hết mắt các thứ xong rồi vệ sinh các thứ bằng tay, sau chỉ là lau khô lại bằng khăn thôi. Ừ, thì từ lúc đấy đến bây giờ lâu phết rồi, phải chục năm nay rồi, thì tôi rửa mặt theo cái kiểu đấy.
thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ đừng dùng một cái khăn mà các bạn cứ treo để suốt và dùng hết từ ngày này qua ngày khác. Đến khi cái khăn đấy nó thủng, cái mẹ nó mục, cái mẹ đi rồi, các bạn lại mua một khăn mới và lặp lại cái vòng tuần hoàn đấy. Thì theo lý thuyết ấy, thì nó không tốt cho mắt. À, đấy, 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 đấy. Đấy là khoa học đấy nha các bạn nhé. Ok. Xong. Xong rồi. Đi tắm. Ok, ừ, khoe lỗ mũi. Đấy, tôi sẽ đặt máy đây. À, xong đi tắm rồi. Tôi tắm trực tiếp. À, hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Uầy, sắp được đấy con cu lòng thòng của anh Lê Khoai rồi. Thật là háo hức. Ây à. Được này. Đi bạn quả sót đây đỉnh cao này. Được, 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 được. Mẹ đúng đại sứ thương hiệu của mixer. Đi bạn vứt áo mixer đi để thay bằng áo MLB. Một thông điệp thật tuyệt vời từ đại sứ. Được, được, được. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đi bạn ném con mẹ mà thương hiệu đi rồi đấy. Đỉnh quá Khoai. Xong luôn. Chất lấy bạn Khoai. Tắm rửa thứ nhanh nhẹn xong hết luôn. Quần áo thứ sẵn sàng luôn. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ hành trình là vi vu tìm một cái món đồ ăn nào đấy bên Hàn Quốc để ăn trưa. Sau 5 giờ thì chúng ta qua bên nhà thi đấu để rehearsal. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đến với giải đấu EACC mùa hè năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc của bộ môn FIFA 04. Quên, chưa đi được, còn một việc nữa. Tưởng là hết việc nhưng hóa ra chưa hết việc, vẫn còn một việc nữa chúng ta cần phải làm. Cái lôn gì? Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Ai à? Tôi phải gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ đó. À, được, 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 được. Đúng con trai quý tử. Tôi còn nhớ tôi gặp mẹ thằng Khôi đúng một lần duy nhất từ khi tôi chơi với nó đến bây giờ là hôm nó cưới. Hôm nó cưới tôi ra ăn cưới, tôi đang đứng ở đấy, tôi kiểu nói chuyện mọi người xong rồi đang đứng kiểu nhìn mọi người. Tại vì tính tôi bình thường mà đi đâu đấy mà đông người thì tôi hay đứng một góc. Chứ tôi ít khi kiểu tôi giao lưu nói chuyện mọi người hay gì đấy. Thì mẹ ra nói chuyện với tôi. Ôi mẹ nó vui dã man khi mà kiểu nó lấy được vợ ấy các bạn ạ. Kiểu ánh mắt của người mẹ tràn trề hạnh phúc. Vui kinh khủng luôn. Tôi đứng nói chuyện một lúc của mẹ nó hiền. Mẹ nó hiền cực. Hiền thương con. Hello. Chưa làm việc à? Chưa, hôm nay còn phải test trước, thứ mai bắt đầu mới chính thức làm. À thế ạ. Thế hôm nay mẹ biết ngày gì không? Sinh nhật mẹ ấy. Gọi điện về chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn con. Thế con thích quà gì không? Phải đi con tìm mua cho. Ừ, con cứ mua cho mẹ cái hộp ấy. Mẹ bảo dạng này, một là con mua siêu thị, hai là mua hiệu thuốc cái viên này đấy. Chính linh chính dạng thế. Vào hiệu thuốc nào cũng mua cái viên này đấy. Những người mẹ. Mày đi ra chỗ đấy mày mua cho mẹ cái hộp đấy đấy. Đấy, ừ đấy chị ấy bảo đấy, đúng đúng cái hộp đấy đấy. Đấy đấy, mẹ nhá, mày nhá, đúng chỗ đấy nhá, hộp đấy nhá. Đấy đấy. Đặc điểm chung của những người mẹ. Biến gì? Sớm tai biến ấy. À. Cái gì nhỉ? Biến cung hay cung hay cái gì đấy? Ăn cung à? Bảo là mua, một là mua siêu thị, hai là mua hiệu thuốc thì bao giờ cũng là thật để mua ở ngoài. Rồi 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 rồi. Đấy thế thôi, còn không quà thì con giả tốt mua cho mình. Thế là phải giữ sức khỏe đấy chứ. Chứ ấy đâu, không mẹ để... Mẹ vừa xuống nhà em, thế là... Thấy rồi, xem rồi. Mang cả con gì bò xuống cho em chơi đúng không? Ừ, đấy. Xuống cho em để quá, em đi ăn với mẹ, với bạn của bố mẹ đi về, xuống cho em ăn cho em. Về rồi, thấy đang ngủ thôi. Nó cứ ngáp ngủ. Thế rồi con đi ăn gì đấy xong còn con đấy nhá. Chúc mừng sinh nhật mẹ nhá. Chào, cảm ơn con. Bye bye. Vâng. Thế rồi, mẹ bạn nhé, mua đấy thôi, không phải mua quà gì đâu. Không mua xong nhá, chỉ mua đi ăn cùng ấy thôi. Thế hôm nay sinh nhật thì bố không cho đi chơi à? Thôi, bố mẹ vừa đứng xuống chơi với cháu đây, xong rồi ấy ở dưới đấy ăn. Nhưng mà con sang nó lại đi ăn thì đâu, mới cả cơ quan cho bố mẹ rồi. Thế chứ? Bye bye. Chiều, ăn. Bye bye, khỏe chứ con nhé. Vâng. Đấy. Xong, chỉ cần trong những ngày sinh nhật của bố mẹ, chả cần gì nhiều đâu. Chỉ cần những cái lời chúc sức khỏe dành cho bố mẹ là được. Như thế thôi là bố mẹ cũng cảm thấy là an lòng nhất rồi. Cái quan trọng ở đây là bố mẹ được chứng kiến là từ ngày chúng ta được sinh ra cho đến khi chúng ta được trưởng thành.
nhân vật. Để bạ từ ấy giờ mới được xem một cái vlog nhân vật như này. Tuyệt vời. Và sống một cuộc đời nó như thế nào thôi. Đúng. Đi nhân văn vãi rồi. Tuyệt vời. Nhân văn, nhân văn. Nhờ cũng đừng có quên sinh nhật bố với mẹ mình nha. Đi phạm nhân văn. Đồng ý. Nhân văn. Hàn Quốc nắng vãi chửa các bạn ạ. Quả thời tiết thì nhiệt độ chắc phải lên tầm 32-33 độ mất. Giờ anh em đi kiếm đồ ăn trưa thôi. Xung quanh em có món gì không? Hàn Quốc mình di chuyển phải chuẩn phết, đèn xanh đèn đỏ mà đi bố láo là dễ cút lắm. không như Việt Nam mình thì thỉnh thoảng mình vẫn đi qua đường một cách nó không được chuẩn. Thầy là một vlogger nghiệp dư, một vlogger chuyên nghiệp, người ta đeo mic lúc nào cũng chỉ đeo một vị trí và đeo một hướng. Thằng này thì hôm lộn cái micro ra ngoài, hôm thì lộn cái micro vào trong. Và đeo chuẩn ấy thì người ta nên lộn ra ngoài, tại vì cái micro này, cái hướng mic của nó chỉ có một cái lỗ rất nhỏ đầu bên trên, lúc mà cúi xuống là kiểu đéo gì, cái nọng cằm nó cũng dí cả mẹ vào mic là nghe nó bị ù ngay. Nghiệp dư. Nhưng mà bên này mà đi mà lệch cái tôi cảm giác như là ô tô nó tiễn mình đi luôn. Đấy. Giờ mình cứ rong ruổi đi kiếm đồ ăn. Đây là bên phải. Đây là bên trái. Đây là bên trái. Đúng. Giờ chọn một trong hai con đường. Địt mẹ bổ ích vãi luôn. Địt mẹ. Cảm ơn anh Khoai, xem xong video em mới phân biệt được thế nào là trái phải. Địt mẹ. Anh cứu cuộc đời em. Đỉnh vãi luôn. Thông tin hữu ích. Mình sẽ đi đường nào? Đường bên phải trông có vẻ cũng nhiều đồ ăn các kiểu này. Ở đây có hàng đồ ăn này. Ở đây hàng pizza hay sao ấy. Rồi mình sẽ đi bên phải đi. Đỉnh đéo chịu được. Đi bên phải có đồ gì không? Rồi đi bài anh đi thẳng luôn. Nhân văn vãi luôn. Xung quanh đây là mấy cái tiệm. Uầy. Đồ may nhất các thứ. Nhìn cũng đéo biết được là tiệm gì với tiệm gì luôn ấy. Mấy hàng đồ ăn hình như chỉ có mang về thôi, không có ngồi lại ăn. Mấy tiệm ở đây là tương đối nhỏ. Vừa đi qua một hàng đồ ăn nhưng mà hình như là chỉ bán mấy cái món kiểu món xiên mấy cái thứ. Đây là siêu thị tạp hóa bán rượu. Chết mẹ. Liên tiếp kia chó còn đồ gì ăn nhỉ? Ủa đây là cà phê đấy à? Đây quán cà phê. Ủa đây đồ ăn này. Có bụi đấy. 24 ỏ pen này. Đồ ăn này. Đấy, có vẻ có đồ ăn này. Trông có vẻ hấp dẫn này. 13.000 một món này. 13.000 một món, 15.000 một món. 20.000 một món. Wow. Ở đây có vẻ như là ăn trưa rơi vào tầm 300 cho đến 400.000 phần ăn trưa. Đắt thế nhở? Ừ, đắt vãi cả cứ tưởng nhờ. Hạt rẻ thôi chứ toàn 13-15.000 một phần ăn thế này thì chết. Này không biết thì... Tìm hàng khách. Cái đợt bọn tôi đi Busan là mẹ mà tạp hóa nó to lắm nhá các bạn nhá. Tức là mỗi khu nó chỉ có một cái tạp hóa to phải cứt thôi, xong trong tạp hóa đấy nó có cả chỗ ngồi các thứ luôn để mọi người thích thì mọi người ăn mì tôm, xong trong đấy nó sẽ có xúc xích rồi là cánh gà rồi là các thứ mọi người thích ăn cái gì để ăn. Chỗ đéo phải là một khu như thế này. Ở đây là Seoul ấy mẹ. Khác ăn thôi. Cứ ăn này chết. Rồi, hết mẹ đường luôn. Ừ, đéo có gì ăn. À, nó là gọi là cửa hàng tiện lợi à? À, có vẻ như hết rồi anh em ạ. Tôi chọn sai này văn minh rồi. Chính ra mình phải rẽ trái, mình đi rẽ phải. Nói chung là hoàn toàn là tôi không search một tí Google nào. Đấy, không check một tí nào luôn. Thiếu trải nghiệm. Đi mà đi chơi, nhất là đi mấy cái quán nước ngoài kiểu đéo cũng phải có cái chip, cái app. Chip cái đéo gì nhỉ, màu xanh là cây nhỉ.
bấm một phát xem review xung quanh mình ngay, quán nào ngon, quán nào ổn. Mà ông đi lang thang lêu hêu như này thì có khi hết ngày đéo tìm được quán. Mình tự tìm kiếm những cái hàng ăn ngon ở quanh đây xem như nào. Tôi biết phải làm nào rồi. Tôi vừa tìm thấy một hàng kiểu cơm cuộn các thứ ngồi ăn trực tiếp luôn. Ra mình sẽ qua đây mình ngó mình ăn luôn, đỡ phải đi quá xa. Đó, ăn trưa thì cần gì. Rồi, đây là người Mông Cổ sẽ vào mẹ thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh này. Anh Dương Siêu. Đấy. Đây một vài món ăn, chọn món này để ăn trưa. Tuna là cá ngừ. Ai à, mẹ dạo trên lặn biển nhưng cũng biết tuna là cá ngừ rồi đấy. Chicken là gà. Ui, cái này là gì đấy? Váng đậu à? Đúng không? Đi mẹ trông giống váng đậu vậy, cứt ạ. I want the... one tuna kebab. Yeah. And one... yeah. In here, yeah, in here. Yeah. Anchovy? Tuna. Yeah, okay. Sorry, but I film. Okay. Yeah, thank you. Ấy. Vừa xin phép cô ấy cho quay cái cách cô ấy làm gimbap như thế nào xong. Uầy, thế mà cô cũng hiểu được, cô cũng đỉnh dã man nhỉ. Cô này chắc gốc cũng chuẩn Hàn Quốc luôn. Đúng, cơm cuộn chuẩn Hàn Quốc luôn. Mông Cổ một tí. Cái lá gì xanh xanh mà tươi tươi kia ta? Cái lớp bên ngoài cùng thì chắc chắn nó là rong biển khô rồi đúng không? Sau đấy đến cơm rồi. Đến cái lá đéo gì nhỉ? Ủa, ngày xưa tôi đéo ăn được cơm cuộn đâu nha các bạn nhá. Đéo ăn được một tí cơm cuộn luôn tại vì tôi ghét cái mùi rong biển. Nhưng mà đéo hiểu sao mẹ, một ngày mẹ mình ăn cái cơm cuộn giờ mình bị thành thèm mẹ luôn. Cơm cuộn thường cũng ăn được, cơm cuộn chiên cũng ăn được, nhưng mà bên trong lõi nó chỉ là cà rốt với cả trứng với cái đồ linh tinh thôi. Nhưng mà nếu như mà nó là mấy cái đồ kiểu sống sống như trứng cá các thứ là đéo thích ăn. Nhưng mà ngon. Phần này rơi vào tầm 5,5k. 5k là 100.000 nhân 2 lên tầm một lốp. Rồi ăn trưa tầm lốp thôi. Đắt hơn chết. Sao? Đang quay ông chú đừng có mẹ vào luôn. Chết thì tôi gọi nhầm phần. Phần này phần 3 cái, tôi gọi tầm phần tầm 4 cái thì chết tôi rồi. Hơi nhiều. Ăn sao thế? Nhá, ăn sao. Nói chung là tôi không hiểu bác nói gì. Như bác lấy cho tôi đây. Kamsahamnida. Rồi, hôm nay đéo có thằng quay phim, phải không? Rồi mẹ ăn kiểu đéo gì? Xong rồi mẹ mày chiến thuật đấy ra rõ ràng rồi là mẹ tìm mấy ông fan sang dẫn đi ăn thì đéo chịu làm, thì thích một mình khám phá cơ. Trông khổ đéo chịu được. Cái này như người ta gọi là trông cái này buồn cười vãi lộn. Đi về chơi kiểu đéo thì để đúng ai còn nó vui ra. Trông hài vãi đây. Chả cá Hàn Quốc. Oh yeah. Từ từ. Rồi, từ từ, tôi biết cái này rồi. Hôm trước tôi vừa ăn đâu nhỉ? Hôm trước tôi vừa ăn bên Singapore. Người ta cắt ra thành từng miếng vuông vuông chồng lên nhau. Đúng, nó là cái này mẹ luôn, thả vào nồi lẩu. Đúng, bảo sao tôi nhìn nó cứ bị quen quen. Vị mềm mềm nhạt nhạt. Là đéo ngon đấy các bạn. Đúng không? Vị đéo vị nhạt đi. Mày đã phải thêm gì đồ chấm. Không ăn không nhạt quá. Đây, cay mà. Trông đi mẹ thương đéo chịu được á. Kamsahamnida. Ôi, đít con mẹ.
Ăn thế đéo là được hết cái đĩa này. Thế tôi thấy người dân đây tương đối thân thiện. Bứ ấy à, cá ngừ này chưa? Chấm một cái sốt này. Ngon. Đi bạ kiểu đéo chả phải khen. Mẹ mày gọi bốn khúc to phải cất ra. Ngon. Trong mặt bứ hãy lì tê. Ăn phát thú vị. Wasabi nó sập một phát lên mũi luôn. Nhưng chấm rất nhiều wasabi. Tôi quyết định là đéo chấm nữa. Tôi là người không thích ăn cá. Tôi đéo ăn được wasabi, tôi đéo được cá. Nhưng mà tôi gọi thì phải cơm cuộn tuna cá ngừ, hiểu không? Là vứt con mẹ đi cả đĩa rồi đấy. Có vẻ như là cá ngừ đây ăn rất ngon. Vị nó ngọt, nó mặn mặn của biển. Bỏ cho nó ngọt xong nó lại còn mặn của biển. Quay nó dễ hơn. Được nhỉ, đình 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 em ạ. Ngon biết. Thế là tôi gọi 3 cây thôi. 4 cây là hơi nhiều. Rồi đi mẹ. Nếu như bây giờ nó mà quay cái cảnh mà nó đéo xách cái túi đi là chắc chắn là phải có vấn đề gì đấy rồi đấy, không? Nó phải bỏ đi đâu rồi chứ. Chứ nó đéo giờ nó thể ăn hết được cái đống đấy cả. Rồi, ăn xong rồi. Để chúng ta lại tiếp tục rong ruổi hành trình ở tại Hàn Quốc. Nói chung là đi bộ Hàn Quốc có vẻ khá là hay. Bởi vì ở trên này nói thật là Hàn Quốc là về địa hình là đồi núi, đường các thứ nó cũng tương đối là gồ ghề. Tuy nhiên không phải là khó đi. Ở đây thì chúng ta sẽ thường được chứng kiến những con dốc với những căn nhà trải dọc từ những con dốc luôn. Ý nghĩa, nhân văn, nhiều thông tin bổ ích. Nhiều con dốc, nhiều ngôi nhà. Đây là một tòa nhà. Ở đây họ xây khéo phết. Mặc dù là đồi núi, họ phải san đồi, san núi ra. Tuy nhiên là họ vẫn làm được những cái tòa nhà cao tầng. Tức là nếu như mà đéo san đồi, san núi là đéo làm được nhà cao tầng. Bây giờ có... Ui, Lotte này thì sao đéo ăn? Thì cái cam tôi đang che mẹ đi ở bên phải có Lotteria này, có phải dễ ăn hơn không? Hai lựa chọn. Lại một là rẽ trái, hai là rẽ phải. Một là đi thẳng tiếp. Thẳng tiếp xem có gì. Hai là chúng ta sẽ vòng về. Tôi thì thường dạng mù đường. Là đi tiếp một tí và vòng về là tôi mới đi được nào về đâu. Đó, tự xem giờ mấy giờ rồi. Ở bên Hàn Quốc là 2 giờ. Hàn Quốc là 2 giờ. Đấy. Trung tâm thương mại thì mọi người bảo là xuống ngay khách sạn dưới chỗ tôi có trung tâm thương mại, mua sắm nó rất là tiện, cần phải đi đâu xa. Nhà thôi, để cho anh em khám phá một Hàn Quốc bằng cách đi bộ thì tôi sẽ đi bộ nhiều hơn. Ủa, đi từ từ đã. Đợt bọn tôi đi cái trung tâm thương mại lớn con mẹ nó nhất tên là Incheon hay cái đéo gì là đợt chuyến đấy bọn tôi đi đâu ấy nhỉ? Đi Hàn Quốc đúng không nhỉ? Ừ, nó có mấy quả trung tâm thương mại mẹ mới đi mẹ cả ngày đéo hết của mẹ luôn, phải cả cứt to. Shiseiga ở Busan đúng mẹ rồi. Thì Seoul nó cũng phải có một cái trung tâm thương mại to kiểu thế chứ đúng không? Ví dụ mẹ ở Hà Nội có Ion Mall ấy, Sài Gòn có Takashimaya, nó cũng phải có mấy cái kiểu biểu tượng của trung tâm thương mại. Tôi sang đây người ta cứ tưởng tôi là người Hàn Quốc luôn đấy chứ. Tôi chào với cả tôi cảm ơn giống quá. Ông này là ông đi, nếu như mà theo góc độ của một người mà đi du lịch và tìm hiểu ở một nơi lạ thì ông này đang vô định. Đéo biết đi đâu, đéo biết nên về khách sạn hay không, đéo biết nên đi tiếp, đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải. Đéo tìm hiểu thông tin. Đấy là sai. Đã xác định bỏ tiền ra, đây là được, đây là ấy nhá các bạn, đây là được ví dụ như là bên em mời đi nhá, nhưng mà nếu như mà đã đi rồi phải tối ưu hóa thời gian xem là mình sẽ đi được những nơi đâu, phải lên một cái lịch trình là mình sẽ tìm hiểu qua trước. Thiếu trải nghiệm.
đít vậy. Nếu như mà ông nào mà vừa nhảy vào xem vlog thì chắc là nghĩ là vlog của ông chú này luôn ấy. Thề. Nãy giờ chỉ có quay ông chú này xách quả vali đi thôi. Một ngày đi làm của tôi. Đấy. Chuyển cảnh vẫn ông chú đang đi qua đường. Bây giờ dân Hàn Quốc người ta hút thuốc nhiều phết. Cứ đi đoạn nào tôi cũng thấy là người ta đứng ở sát bên cột điện các thứ người ta hút thuốc. Đồ ăn vặt. Chết mẹ đấy. Vòng đi bộ đây thấy bắt đầu là hơi sai sai đấy. Tí vòng đường nào về tôi cũng chưa biết đâu. Cố mường tượng nó nhớ trong đầu mà đi tí đường nào về. Ô thế thằng này không dùng Google Maps à? Hôm qua nó quay được nhiều hơn đấy. Anh chỉ bảo là ôi giời, anh phạt pin cho mày gần hết rồi. Anh mới thấy mày cầm pin mày quay thôi, ok rồi. À, tôi tin, tôi đặt niềm tin vào anh chip rất là lớn. Thiếu kinh nghiệm sử dụng thiết bị khi mà đi du lịch. Nhất là với GoPro pin hay bị nóng, mà nếu như pin nó bị nóng, nó bị overheat một cái thôi là nó sẽ tự đóng máy. Và nó phải mất một quãng thời gian để nó nguội, nó nghỉ hẳn. Chưa kể cục pin nó sẽ nóng vãi cứt và nó sẽ bị phồng lên. Cho nên là cứ nếu như không xác định được trong đầu là quay cái gì nhá, đi lang thang ngoài đường cứ cầm cái máy mà quay nhà, mà lúc đến lúc cần quay phát là ăn cứt của mẹ luôn đấy các bạn. Thế hôm qua kinh nghiệm ấy các bạn. Hôm qua mở ra check thì pin có đúng một cục đấy. Còn lại toàn 1% hết. Cài thật sự. Thế là hôm qua về tôi là ngủ ở đêm ngủ cứ 3 tiếng dậy một lần để sạc pin. Hôm nay thì pin biết thoải mái rồi, anh em yên tâm, mày quay không thiếu cảnh nào. Hôm qua chính ra người ta mới đến là nó cũng hơi mệt. Đấy, nhá. Tòa nhà Hàn Quốc. Yeah, man. Đấy. Làm sao mà các bạn. Ủa, kia là người ấy là mannequin mà. Mua đường, không có bản đồ, không cần sử dụng Google Maps, vẫn di chuyển một cách rất là tự tin ở bên Hàn Quốc. Đấy. Đây là cái Hyundai Outlet, cái gì gì ấy. Ừ. Lên đây là đang tìm xem là cái khu gọi là quần áo trẻ em nó nằm ở đâu, mà tôi thấy toàn đồ chị em phụ nữ thôi. Ừ. Bảo sao Hàn Quốc là một thiên đường mua sắm dành cho chị em. Đây là trên này thì là quần Nice. Trên này là quần Nice. Nice. Nice lấy đâu ra quần áo trẻ em nhờ. Nice. Ở đây toàn quần áo thể thao, Fila, Nike, Van, góc xa cái có Adidas. Nghĩa di chuyển lên tầng tiếp theo. Văn hóa bên Hàn Quốc này thì thường người ta sẽ đi sát bên phải nếu mà đi cầu thang máy, và để chống cái bên tay trái này, để cho những ai mà vội ấy, thì người ta sẽ chạy. Bên tay trái là vừa đi thang máy vừa chạy. Như tôi không vội. Đấy, đi rất là từ tốn, tôi đi bên phải đi lên. Giờ tôi đã đi lên đến tận tầng 6 rồi. Bố X. À, ông ơi, mẹ, vào béo là thế. Vào tôi quên mất tôi bật mic và tôi không bật máy quay. Đấy, theo đoạn tầng 1, tầng 2 rồi. Không quay được tí nào cả. Lên đến đoạn tận trên này rồi, bắt đầu mới quay. Đoạn này thì, khu này thì đấy, nhìn này. Toàn đồ. Toàn quần áo nhỉ? Toàn đồ dành cho kiểu đàn ông con trai thôi, vét vùng các thứ thôi. Đồ công sở vãi thề. Nói chung là tôi chả cần mua gì, đồ tôi đủ hết rồi. Giờ chỉ cần tìm đồ trẻ em đúng. Mình sẽ đi mua đồ cho thằng Khoai. Trên này như là đồ dành cho giới trẻ. Thế mẹ tôi đi tour lại vẫn thấy cái đôi lỗ mũi của nó nhở. Mẹ nó cứ bị đập vào mặt ý, thề bực thực sự. Đi tìm ái trưởng. Sa lè. For sa lè, man. Happy birthday. Yeah. Ủa mẹ em thề. Sao toàn đồ, sao còn nè? Truyman. Yeah. 3 months. Maximum 3 months. 3 months to 6 months. 6 months? Yeah. Maximum 6 months? Yeah, here.
Người ta hỏi boy boy hay là girl, día día, mẹ ám día là cái đéo gì día. Boy. Chết rồi, đi bà phê. Mấy quả shop nào mà gặp mấy ông khách như này thì sướng vãi cứt ra. Yeah. Gì á? Cái bộ này trông có vẻ hơi bé. Gì á? I think you have a big size, big size. Big size, 80 size. Yeah, big size. 80 size, I'm on maximum 12 months. Yeah. 80 size. 80. Là nhèo. Là đéo hiểu gì nên là đéo mua nữa, hay là quần áo đéo đẹp hay như nào thì phải nói một câu đi mẹ. Tự nhiên biến con mẹ một phát về khách sạn, mẹ gặp ông phiên dịch đang ngồi cười tươi vãi đái luôn ạ. Tê. Em nói cái gì? Hello mọi người, mình là chào các bạn. Chào các bạn, tôi là thông tin mà làm phụ trách thùng dịch bên chỗ anh Lê Khôi. Đây là Lee Hong Bin. Bạn này là bạn phụ trách hướng dẫn viên của đội bình luận viên tại EACC lần này. Đấy. Tôi vừa hỏi bạn ý là xem là ở Hàn Quốc thì nên mua gọi là cái món gì về làm quà. Đấy. Em giới thiệu món gì? Bình thường thì tặng quà hồng sâm. Hồng sâm. Hồng sâm. Hồng sâm. Hồng sâm. Khôi nha. Anh bảo Khôi một kinh nghiệm lần sau nếu như mà quay người ta nhá. Thì tốt nhất em nên kéo cái tay em xa ra và em quay cả em, cả người ta trong khung hình ấy, thì người ta sẽ thoải mái và người ta tự tin hơn với cái việc là em dí con mẹ một cái mic vào xong nói hỏi người ta để người ta trả lời. Người ta bị ngại á, khó nói chuyện á. Em lại còn focus vào đôi lỗ mũi của người ta nữa, thề. Nhìn là lúc nào anh cũng cầm một cái gậy rất là dài, và nếu như trong trường hợp nào mà anh cần nói chuyện với người ta, anh toàn kéo ra để anh với cả người ta đều cho một cái khung hình, người ta sẽ thoải mái hơn và người ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Em quay kiểu solo là ngại cực á. Mì Hàn Quốc. Và mì Hàn Quốc là những cái món mà nên mua về làm quà. Và cái gì nữa? Món gì nữa? Hỏi cung. Đấy kiểu mẹ. Không phải là mua. Nhưng mà hồng sâm hơi đắt. Ừ. Có cái gì ăn vặt không? Có gì để ăn vặt không? Ăn vặt hả? Ờ. Em biết là hồng sâm và mì. Chỉ biết mua hai cái đấy thôi à? Của tàu là của Trung Quốc á? Của Hàn Quốc. Của tàu. Ngon lắm. Ngon lắm. Chắc chắn là em bây giờ em nhầm dấu. Ờ. Quả gì cơ? Quả táo. Quả táo. Đâu quả táo như nào? Là quả táo tươi đấy á? Hay là quả táo tươi? Hay là quả táo như nào? À, ở Việt Nam thì không có quả táo Hàn Quốc. Táo Hàn Quốc. Đúng rồi, em đã... Ủa, mẹ Việt Nam, thật cả các bạn, cái đéo gì cũng có, đúng không? Táo đéo nào cũng có, hoặc là đéo nước đéo nào cũng có. Nhưng mà cái đấy thì kiểu mình để trong vali mình mang về được không? Không được đúng không? Cái gì phải để vào trong vali mà mang được về cơ? Đúc nhưng mà chỉ sợ bị hỏng thôi. Ừ đúng rồi, sợ bị hỏng lắm. Cái này nhìn này. Đây. À... Vinh. Với thì người Việt Nam này, hoặc là người Hàn Quốc này mang trồng áo thì không bị hỏng. À, trồng táo thì không bị hỏng. Trồng áo hoặc là để trong áo, trong quần. Trong quần hoặc là trồng áo mà trồng vali. À, là để trong áo, trong quần mà để trong vali. Đúng thì rồi. Mang về thì không bị hỏng. Kiểu nó bọc vào cái gì? À, đúng rồi. À, nó bọc kỹ. Đi đón anh Phúc nhé. Ok, đi. À, địa điểm thi đấu của EACC. Tòa nhà cao vãi bìu. Ô mẹ à. Thi đấu trong trường quay à? Tả kỹ thế, còn tôi đang bước vào. Tòa nhà này gọi là tòa nhà gì? Tòa nhà Multiplex. Multiplex. Kiểu mà cố... Oh.
Ở dưới này trông như kiểu đang xây sửa ấy nhỉ? Đúng rồi, đang xây sửa. Này chính ra Hàn Quốc vắng nhỉ? Ừ, sắp thấy kiểu thành phố nó vắng vắng nhỉ? Yeah. Tòa nhà này thì kiểu mà cổ văn phòng này và cổ quán bằng áo. Quán áo? Áo. Áo? Đúng rồi, ờ. Quán áo. Và... shopping. À đúng rồi. Shopping, vâng. Kiểu... kiểu Vincom. Vincom ở Việt Nam. Hơi giống với Vincom. Tầm chuyện. Ok, bây giờ thì đi lắm. Wow. Đấy, nhận thẻ caster. Đeo vào. Em đấy. Đó là Phùng Nghị nhá. Hello. 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 Vietnam caster. Yeah. Hello. Hello. Happy. Nice to meet you. Happy. This is my. Ông này hôm trước sang sinh đi đá bóng cũng vừa ngồi cạnh bọn tôi xong. Ông này là caster của Thái Lan hay của Indo hay là của gì nhỉ? Thằng Khôi nó bảo mẹ hôm trước bọn em vừa đi cát ở bên Hàn với nhau xong. Thái Lan. Nice to meet you. Nice to meet you. Handsome man. I saw you watch Manchester City. Yeah. Where are you from, bro? Thailand. Thailand. Nice to meet you. Yeah. Thailand, best friend with Vietnam. Okay. What's your name? I am Khoi. Khoi. Yeah, Khoi. Khoi. Yeah. Le Khoi. Yeah. Le Khoi. Phone. Bên cạnh phòng đây phòng thi đấu à? Chính là cái phòng này, phòng này chắc là phòng để phòng luyện tập của các vận động viên tí nữa thi đấu. Bút kem. Đây có đèn này, chắc là tí là có quay kia các thứ kiểu phỏng vấn rồi. Đồng ngồi đây hả? Mẹ EACC xịn phết đấy chứ nhỉ? Cầu thủ Hàn Quốc đã quay ở đây rồi. À thế à? Nó chắc chắn là nó quên mang luôn. À tưởng bây giờ mới ngồi quay. Chào các bạn nhé, mình là Khôi, mình thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Chẳng hạn đấy, ví dụ đấy đúng không? Đúng rồi, phòng có 4 máy. Và tổng cộng là có 4 phòng đúng không? Player 2. Cùng hóa trang, cùng make-up. Ở đây cũng là phòng luyện tập, đây là phòng luyện tập này. Phòng luyện tập, cạnh phòng luyện tập phòng make-up. Make-up này make-up cả caster, make-up cả tuyển thủ đúng không? Tôi có những cái bộ vest này để có thể mặc. Ui, nhiều đấy. Bộ vest này là dành cho Hàn Quốc thôi hay dành cho tất cả các caster? Bây giờ thì chắc là chỉ dành cho. Wow. Ở bên Trung Quốc thì họ cho tất cả caster. Mẹ, phòng đéo trông như phòng kho đấy này. Một cái phòng thông vào kia như là phòng máy đấy. Mẹ, ông đây mẹ ở kho người ta không mò mẹ vào quay ạ. Em hỏi thử anh, hỏi thử cho bọn anh xem là mấy cái vest này bọn anh được sử dụng không? Muốn sử dụng cái này hả? Ừ, mấy cái bọn anh được quyền sử dụng không thì hỏi hộ bạn anh. Ừ, hỏi hộ anh, nếu không thì bọn anh sẽ sử dụng vest của bọn anh thôi. Không vấn đề gì cả. Có vest riêng mà. Ừ, hỏi hộ anh thôi. Wow, bên này nhìn sang cả sân vận động mình kia. Đúng rồi. Anh ấy muốn sang đây. Yeah man. Ui dồi ôi, xuống anh, okay. Các anh muốn chợ ở đâu? Đây là phòng phòng ốp này, phòng kỹ thuật này. Phòng này rất nhiều bóng lắm. Yo xeo. Ít con. Mình thò mặt vào chào nó đéo biết thằng nào, trông kiểu mẹ mặt thằng bé sượng vãi cứt ạ. Đéo hiểu không nào, yên thò vào cầm máy quay gióng xeo. Ủa. Đây sẽ là đường ra sân khấu chính thức của ngày mai. Ý, mày học chung ở sân khấu vãi đái nhá. Được ấy. Đây, đường quay trông được ấy. Caster. Bàn caster nha. Đây sẽ là khán giả ngồi trên này. Đây là
Caster thì sẽ là một bàn này, hai bàn này, ba bàn, bốn bàn, đúng không? Thế bàn ở Việt Nam nó nằm ở đâu? Bây giờ thì chắc chắn là giữa Trung Quốc. Khi diễn tập thì nhân viên sẽ hướng dẫn cho anh. Bọn này nó chia ra mẹ từng khu một của các nước để nó bình luận trực tiếp lúc đấy luôn. Giống đợt ở bên Đức bọn tôi cũng thấy mẹ nó làm cái nhà thi đấu to vậy đấy, xong nó chia cho từng chuồng, mỗi chuồng một nước, một chui vào trong đấy để ngồi bình luận. Nó có một cái clean fit nó đẩy vào trong đấy. Mẹ thằng nào thích bình luận tiếng nào thì tiếng, xong đẩy về nước. Đỉnh đấy, chuẩn đấy. Kiểu mỗi một khu một nước, ví dụ bên này là Hàn Quốc chẳng hạn, bên kia sẽ là của Trung Quốc, trên này sẽ là Thái Lan, bên này Việt Nam. Bây giờ thì cho trong chuồng chắc thằng nào cho quyết định rồi. Anh nhìn tận xem nhau nè. Cái bàn bình luận ở chỗ này trên là sẽ có màn hình theo dõi là tai nghe đen, đây trên là sân, ở trên này là sân khấu, hiện tại thì vẫn để đó. Wow, cúp. Wow, cúp có bàn xoay luôn ạ. Cúp BACC đẹp luôn. Được nha, cúp đẹp á. Cái này mà vô địch đứng ở đây khán giả đang hô hào thì cũng thích đấy chứ. Bên khách sạn tụi tôi có cái trò gọi là đua xe. Đây đây, đua xe đây. Chính là cái bảng đây. Hotel Skybuck King Town. 2 lần 10 phút mỗi lần một zoom. Hả? Ở tầng 14. Đã hiểu. 8.000 là cho cái gói khách hàng package là cái gì đấy. Còn 15.000. À, 8.000 won là cho khách ở đây, còn 15.000 won là cho khách mà không ở trong khách sạn. Thì cho người không phải. Hình như là thế, nếu như tôi đọc không nhầm. Phải là khách của khách sạn. Cái này là lượt trạm 35.000 một tiếng. À, mấy cái bộ này mặc vào. Hình như là 8.000 là phải mặc cái bộ này sao ấy. Bộ đây. Đây đây. Không có ai. Trông đáng yêu nhưng mà trông cái đường đua hơi nhỏ nhở, bé tí thế, đua đéo này. Đua kiểu đi cho vui lên quanh quanh thôi. Cho đua xe đây. Không có ai cả. Muốn ra đua lắm, không có ai hướng dẫn cả. Thế giờ mà có người mà kiểu cho thử ấy là tôi ra tôi thử ấy. Hấp dẫn. Nhưng mà thôi, chắc đi ăn. Ở Hà Nội cũng có mấy cái chỗ như này này mà bọn tôi bảo đi chơi đã đi chơi được đéo đâu. Của trẻ con á, ở đâu người lớn chơi được mẹ. Nhưng mà mấy cái đường ở Hà Nội mẹ trông dài vậy, cứt cơ trên Mỹ Đình ngó trông to vậy ấy, đua rồi thế mới sướng. Đói quá bé tí nha anh em này, đi ăn. Ủa khu này gọi là gì? Hồng Đê à? Nha, chúng ta đến với khu Hồng Đê man. Uầy mẹ, xem nãy giờ rồi còn chưa được một nửa. Holy fuck man. À, phải chăm tua đi một tí các bạn ạ. Ngại máy quay phết, quay đấy nó sẽ che mặt đi phải không? Cái này nó là vậy mà. Lần này có luôn là không được quay thấy mặt gì khác rồi. Thế à? Ô, đi mẹ, ông ấy hút pot tự tin đấy nhở. Mẹ biết Hàn nó đéo cầm pot à? Mà ông này có quả mấy cảnh đi bộ lâu đéo chịu được thề. Con đéo trông đẹp thế. Quán nướng. Đây là khu Đình Thôn kìa. Ui, nói Đình Thôn tối nay anh nhà tôi vừa mới đi ăn nướng ở Đình Thôn xong ngon vãi cả cứt thề. Chưa tìm được quán nướng nào ngon hơn quán nướng đấy, vô địch mẹ luôn. Tô Bốc Kỳ. Nó là từ nhá,
tên là bè bè dòng bọc bạch cái đéo gì ý. Quên mẹ tên rồi, nhưng mà các bạn cứ thử search mấy cái tên đấy xem, loanh quanh là nó sẽ ra đấy. Ngon vậy cứ. Và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một quán này. Không biết tên là gì. Đông quá, không có chỗ để ăn. Thế lại phải di chuyển sang quán khác. Cứ tưởng được ăn lòng nó ra là không có lòng các bạn ạ. Thề luôn đấy. Tiếng quán nổi tiếng. Hết cả chỗ để ngồi. Đông khách thật sự. Thế tôi vào tôi xin học lỏm. Học lỏm công thức cái. Về Việt Nam mình mở quán lòng. Nhưng nói thật, lòng Hàn Quốc chắc gì đã bằng lòng Việt Nam đúng không? Kiểu lòng xe điếu các thứ. Việt Nam mình cũng là số rách. Các bạn đi ăn lòng xe điếu rồi chưa? Nghiện. Chết. Đây, ăn đường này. Bia soju haru. Đây menu đây. Okay, ngồi cá đợi xíu anh ăn chân gà bò nghệ như nào anh? Ở đây là thịt bò anh ạ. Còn anh cô là chỉ thích ăn ghẹ. Ngon đấy. Ba chai nữa. Chục chai nữa. Ba tiêu cất. Ba ăn ghẹ. Ngon đấy. Bò anh ạ. Đi với ông Bình Bê hỏi câu nhạy cảm thế. Tưởng anh Khôi chỉ thích ăn ghẹ. Mẹ Khôi bơ luôn. Ôi, mẹ. Ngon đấy. Ăn ghẹ. Ngon đấy. Ba chai nữa. Chục chai nữa. Chết. Chết. Giết người. Còn chưa. Uầy. Trông kiểu bên trong nó chưa chín ý. Đây là thằng này uống nhiều nhất à? Không, em không uống rượu ạ. Yo. Yo. Chúc mừng người đi Harry nhá. Đi Harry em phục vụ Hà Nội và anh. Mừng em. Cứ gì mà ăn ba chai đi. Dạ. Ba chai thật rồi. Nhưng mà ăn cái từng chai nó mới lạnh mới ngon. Ngồi cứ hết lại gọi. Thế là rượu đấy. Nghe nào. Đâu lắm chứ uống soju. Tôi là thằng hay đi uống rượu. Ngày xưa thôi chứ bây giờ thì ít. Và đến bây giờ nếu như mà có đi uống rượu cả bạn bè bọn tôi cũng toàn uống soju. Chả phải quảng cáo gì nhưng mà kiểu nó nhẹ, xong kiểu cảm giác uống nó lành ấy các bạn. Lành mẹ nhất luôn. Mà bây giờ nó có mấy cái soju vị ý, mẹ con gái chị em phụ nữ cũng uống được. Chứ bỏ con mẹ qua kiểu là anh em uống rượu ngâm, xong rượu thuốc, xong rồi rượu mẹ nếp cái, táo mèo các thứ, bỏ mẹ toàn uống soju cho nó nhanh. Làm kiểu mỗi thằng một chai, ngồi ôm xong uống xong mỗi thằng một chai là đủ vui vui đi về. Tới đây giờ, tao đợi đây giờ. Có, tôi lên đang lên rồi. Nó mặc đồ như mặc đồ sao? Đây nghe. Làm rén rồi sao? Sao là đám hết không đám anh? Rồi, mẹ và ông kia lấy đũa về quấy. Đó, toàn thịt sống quấy 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 xong rồi mang lên mồm mút chụt phát này. Tao đợi mẫu sẽ đòi đó. Là anh đỡ đúng không? Hay là anh cũng tọt cái xuống luôn? Mình ơi, đợi xíu đi. Chín ăn được. Ăn được rồi. Tưởng là ăn rồi. Ăn được rồi mà. Anh ăn đi. Mình nhập hàng sashimi. Đấy kia ăn chạy. Đi ăn chạy thôi. Ở bên... Ở cao tuổi mà. Bên hành lang. Đi bên ăn cận. Mày giúp rồi mà. Em đọc nướng bằng cái này nó kiểu... Cảm giác nó đéo ngon bằng nướng bằng cái lưới nhỉ. Nướng bằng cái lưới kiểu nó sẽ chín nhanh hơn. Xong nó ngon. Cái này... hơi bị like kiểu rán rán đấy đéo sảy lắm rồi. Ăn phải đến 4 đĩa lợn rồi đấy. Các thể loại lợn. Cổ lùn, à nhầm mà cổ lợn rồi, thịt lườn, thịt mông các thứ. Ăn gần nguyên con lợn. Ừ, gần hết con lợn đấy. Mà vẫn đòi, khả năng cao vẫn phải gọi thêm. Lần nhé mà em về nó mạnh. Mẹ anh em về anh em lần này. Đúng rồi, cả nhà nhớ về quán tủ làm một bồ luôn. Pha lòng nướng rồi, không ăn được lẩu không? Ăn được. Cô đam mê món lòng lắm. Một bồ nữa là không nào? Sau bữa mình ăn gần nhà đó. Cái hôm đầu mình ăn nhau. Ăn lẩu xuân đội á. Ăn thêm miếng kim chi. Cho má có bán lòng nướng ngon này á. Xuân đội đó. Thêm miếng kim chi nữa mới ngon hẳn. Ừ. Đâu mới chân đầu. Đúng rồi hàng rồi đấy. Má lấy của cô qua. Ừ. Chả không ăn muối. Ngon, ngon, ngon. Đi đâu à? Đúng thịt lợn nữa Hàn Quốc. Ngon. Dạ. Ăn uống bay rồi. Ăn được nhầm. Ăn uống xong rồi. Rồi anh em bọn tôi đi gặp thú bông. Hoặc đi lượn lên trên kia xem có gì mua bán không.
Và rồi ăn nướng hết tầm đâu đấy là mỗi người 30.000. 30.000 luôn. Mới đang 6 lốp. Gần 30.000 luôn. Thế là tính ra là mỗi người tầm hết 5 lốp tiền ăn nướng. Tôi thấy với cái giá đấy thì nó hợp lý, vì quán đấy cũng là quán ngon. Quán đấy có cả ông gì MasterChef của bên Mỹ, ông cái gì Gordon Ramsay ăn ấy. Nên tôi nghĩ cái giá đấy là hợp lý. Chủ yếu Hàn Quốc là đường sẽ đường dốc đi lên phía trên. Chính ra mẹ ví dụ như ông Ramsay ấy mẹ cũng khổ nhờ các bạn nhờ. Đi du lịch xong rồi đi vào quán đéo họ ăn kiểu cũng đéo biết được là ngon hay không ấy. Ừ, vào ăn đéo thấy ngon nhưng mà Ramsay đã từng ăn ở đây. Ừ thế thôi. Đéo nói nhiều. Vì ở đây địa hình là đồi núi. À, mệt quá các bạn ạ. Ngày đi bộ quá nhiều luôn. Và tôi sẽ đi bộ về rồi. Tắm rửa xong rồi chắc là ngủ một giấc đây. Mai thì 11 giờ theo giờ Hàn Quốc là call time ở đây để bị đội viên tập trung bên đấy. Nó có tầm là 1 giờ, 2 giờ thì đã bắt đầu vào làm. Tôi xin phép anh em là kết thúc ngày thứ 2 ở Hàn Quốc tại đây nha. Các bạn thấy không? Mẹ mà con người có thêm một tí rượu bia và một tí chất kích thích vào một cái là cái sức sáng tạo của người ta nó khác hẳn. Nói có đầu có đuôi có kết thúc ngay. Đéo phải như ngày đầu tiên bụp một phát biến các mẹ sang ngày thứ hai. Nói lại bảo cổ suý cho rượu bia. Nhưng mà thực sự là đôi khi nó phải có một cái gì đấy nó kích thích lên một tí. Con người ta mới hoàn thiện được. Về thôi. Đấy, các bạn thấy không? Nó hợp lý hơn rất là nhiều so với cái việc mà mẹ mày biến bụp một phát. Đấy, cũng biết mẹ bắt đầu quay đấy. Chứng tỏ chưa tan rượu thì mẹ vẫn biết quay cảnh mở cửa các kiểu bắt đầu một ngày mới. Yo. Chết mẹ. Hello, xin chào các bạn đã đến với ngày thứ 3 của Lê Khôi tại Hàn Quốc. Hôm nay tôi chuẩn bị cho mình một chiếc áo polo mặc đi quần dài đi tất. Bộ trang phục cơ bản thường hay dùng để đi đám cưới. Tôi mặc để đi đến cái ngày đầu của giải đấu EACC. Yeah man. Ở ngoài này thì Hyobin là đã đợi sẵn này. Ông cô em bảo là 11 giờ qua đón các anh đi. Bây giờ đúng 11 giờ luôn. Lịch trình không sai lệch phút nào. Ông này cũng hay trôi giờ lắm. Em trước đi sinh tôi phát hiện ra mẹ ông Khôi Mõm này cũng hay bị trôi khoảng 5 phút rưỡi cho đến khoảng 6 phút 50 giây cỡ đấy. Chênh lệch hơn 1 phút. Yeah. Hello. Anh Phúc vừa tắm xong rồi. Là sao? Ông chưa xong à? Tất cả là phải chờ một chút nữa. Thế rất bất thời gian đấy. Làm việc không nghiêm túc. Mặc dù là tuổi là cao nhất. Làm việc cũng hơi nghiêm túc một tí nào. Thế anh Phúc là như tuổi nhau. Ông Phước là 89. Là 34, 35. 40 rồi. 89 là 40. Ừ, 40 tuổi rồi. 89. Ừ. Hơn 6 tuổi em hả? Ừ. Em là 28. Em là 9 mấy? 95. 95 hả? Điều, mặt phải trẻ mạng người kêu 95. Mày phải tầm 98. Thế á? Đứng trêu em nhá. Không trêu đâu, nói thật, trước mặt trẻ này. Hỏi các bạn xem đúng không? Đấy. Em gái của em là 98. Em gái em 98. Em gái là 98. À. Cô hay em gái. Nhà em là mấy chị em? Là 5 người. 5 người? Đúng rồi, bố mẹ này, hai em gái này, vợ em. Là 5 người. À, đang hỏi là em có mấy anh chị em thôi, là bố mẹ em đẻ mấy đứa. À, là em là anh cả. Về chỉ con thôi đúng không? Ừ, vì chỉ con thôi đúng không? Chỉ bà thôi. Thì là em là con cả. Đúng rồi. Xong rồi đến một đứa 98. Với một đứa sinh ra bao nhiêu nữa? Là cũng là 98. Sinh đôi à? Hay em là sinh đôi. À, sinh đôi à? Mùa xem không? Đâu có cả anh đôi đó. Thôi. Ý là anh Phúc có thấy con gì quá già rồi. Bị quá già rồi á? À? I am married. Anh lấy vợ rồi. À, thế. Con anh bao nhiêu tuổi? Con anh á? Con anh được 3 tháng. Ngày mai được 3 tháng. À không, anh cùn anh là bao nhiêu tuổi? Anh bao nhiêu tuổi á? Đúng rồi. Mày đoán cho anh bao nhiêu tuổi? 98.
Ông vãi cả cứt mẹ thề. Thằng này biết định thế đấy. Hai ông tân nhau vãi cả cứt ạ. Chín bác là 92. 91. À 91 hả? Trong giấy tờ nó gửi có quyền. Ờ, đây, đây là anh. Hai em gái. Ua. Ua. Đây, hai em gái sinh đôi. Ua. Wow. Đáng yêu. Sinh đôi sao chung không giống nhau lắm nhỉ? Ồ thế á? Ờ. Nhưng mà nếu mà gặp trực tiếp thì chắc chắn là anh sẽ nhìn là ố giống nhau giống nhau. Ừ. Không, nhưng mà có một đứa trông giống em cực. À bố em à? Giống em á. Ai? Tất cả luôn đúng không? Bên phải là giống em hơn này. Ờ thế á? Ừ, hay là do bên trái giống em cái nét mà cái đoạn góc đấy nó. Ừ. Trông tầng bé. Em gái bên trai cùng giống. Em gái bên gì? Em gái mà đá ở bên trai này. Đá ở bên trai là sao? Là Trung Anh cũ. Trung Anh trước. Trung... Cái này. Em gái đây là. Ừ, em gái rồi, xong rồi. À, em gái này. Còn em gái ở bên trai là sao? À, bạn trai á? À, không, ý là anh trước thì chỉ xem bên đây thôi đúng không? À bây giờ xem cả bên trái. À ừ thì cái nhìn bên trái này thì giống hơn. Ừ thì anh nhìn thì tưởng là giống con bé thì tưởng con bé bên phải. À đi mẹ thề. Còn... ông khoai này ông mẹ nói chuyện lú vãi cứt cơ. Tức là nếu như mà gặp những người mà tức là người ta biết nói tiếng Việt nhưng mà người ta không dành hết những từ ngữ là mình phải nói những từ ngữ làm sao thật là đơn giản nhất để cho người ta dễ hiểu. Giống như cái việc tôi nói chuyện với thằng Tùng chẳng hạn, tôi chuyện với thằng Nhu Nhi chẳng hạn, nói chuyện với bọn nó là tôi phải dùng những từ ngữ làm sao chúng nó dễ hiểu nhất để mình với nó có thể hiểu nhau một cách nhanh nhất, đỡ mất thời gian nhất. Ông dùng nhiều từ phức tạp vãi đái. Để... không? Bây giờ thì một em gái thì tìm việc rồi, mà em gái khác thì đang học về bất động sản. Về gì? Bất động sản. Bất động sản là cái gì? Bất động sản. Mà cái việc mà mua bán bất động sản này mà mua bán tòa nhà là mua bán... À, bất động sản. À, bất động sản. Ừ, bất động sản. Dấu là không có. Mẹ khổ thân thằng bé vậy đấy, thì cứ bị anh Khoai anh dí thôi. Dí? Dí? À, thì có phải trời. Yo. Anh ơi, anh ơi. 아 처음만 붙이면 돼요? 네, 내일도 내일은 색깔이 바뀌어서 아, 내일도 열심히 하려고 들려줄게요. 아, 안개 꿈꾼. 아, 아, 안개 꿈꾼. 감사합니다. 안녕. 뭐 này, cảm ơn và xin lỗi nhiều liên tục luôn. Giờ đến thì bọn tôi sẽ đi make up luôn. Make up khả năng là vào gặp chắc gặp mấy thanh niên Thái Lan. Vâng, xin chào các bạn nhé. Tôi phải nói là mặc chiếc áo này nó vừa vãi trưởng luôn anh em ạ. Sao lại có thể vừa như thế này nhỉ? Đấy, à, phía đằng xa kia là Lê Khôi. Này quay ra đằng trước kiểu gì? Quay ra. Cầm quay ra. Ừ. À. Thế là được. Ok. Ta sẽ đi từ đường gáy. Gáy gọi là lởm chởm vô cùng luôn anh em. Mẹ make up xịn nhờ, mẹ như đi cắt tóc đấy. Trông như kiểu đi cắt tóc ấy nhỉ? Được. Trang điểm. À ok. Phòng chờ bình luận viên. Wow. Rất nhiều đồ ăn vặt. Man. Xịn. Dán thêm cả sticker EA vào ạ. Bánh ngọt EA. Yeah. Sáng chưa ăn gì, khá là đói. Đây là cà phê. Đây là bim bim. Đây gì đây? Tủ lạnh à? Ở đây chỉ có cà phê rồi, không có trà. Tôi thích uống trà hơn. À cái này cốc. Ủa cái đấy là cái gì vậy? Snack ngô, nghe nói ngon lắm. Không ngon gì cả. Đấy, biết ngay cả. Tôi bắt bài Phương ở đây đúng tủ lạnh thật. Sao nhạt nhỉ? Đây là view nhìn ra ngoài. Tí nữa sẽ chia ra. Đó, đội Việt Nam ngồi trên kia. Đội Thái Lan, đội Trung Quốc. Hàn Quốc ngồi đây. Đấy này của Hàn Quốc ngồi đây. Tôi ngồi luôn. Kệ với ông Hàn Quốc. Đó. Mình cũng phải tận hưởng tí. Ui, trong ngồi ghế. Ghế này chắc là để ngủ một giấc đấy. Mẹ sao nó lại chia ra mẹ Hàn Quốc ngồi sofa và mấy ông kia ngồi ghế nhựa là thế đéo nào nhỉ? Ngủ mệt quá. Vừa nhắm mắt vào cái thì tỉnh dậy luôn. Anh ngủ mới được 1 giây à? Hả?
Mới ngủ 1 giây đã dậy rồi. Ờ, ngủ cảm giác đúng 1 giây dậy luôn. Sang đây làm việc cứ như đi chơi, đam mê ngủ nghỉ. Tệ 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 tệ. À. Cái thùng. À, chứ là cái nào? 쓰레기는 그냥 놔두시면 저희 끝날 때. 와, 그럼 뒤에 사위 쳐라. 네. 도착 thì chỉ để ở đây thôi. Là vứt động được. Đúng rồi. Vứt luôn. Đúng rồi. Yes. Đi nè, mang cơm về, mang rất nhiều nước. Yeah. Good boy, good boy. Em là một chàng trai tốt. À, mình hiểu nghĩa khác nha. Có mình hiểu rồi. Nhưng mà kiểu mà chỗ con chó đúng không? Sao hiểu thành con chó là sao? Kiểu bên bên nước ngoài, bên nước ngoài người ta hay khen thế đúng không? Cả cả nó nuôi như thế mà. À, chó Hàn Quốc có con chó gì đấy không ạ? Kê. Kê à? Thông minh à? Thì Shiba là chó ở đâu? Yeah. Shiba cũng là chó. Nhưng mà ở Nhật đấy Hàn? Shiba là Nhật. Ờ, Shiba là Nhật. Ờ đấy, mặc dù là bên Nhật. À, ý là con chó của Hàn Quốc hả? Đúng rồi. Ừ. Là Jindokke. 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 À. À. Loại chó đấy. Là Jindokke. Jindokke. Jindokke là gọi Jindo. Là chó. Jindo là tên đảo của Hàn Quốc. Đảo? À, đảo. Đảo. À, đảo. Đảo Hàn Quốc mà. Wait. Tôi thật các bạn, mẹ mà hôm nào trời nắng mẹ đẹp rời thằng Khôi phải đi lấy giấy tai đi. Mẹ tai thằng này rất có vấn đề. Con chó đố thì sinh sống ở đảo đố. À. Nên được gọi là chín đố kê. Chín đố kê. À thì kê là chó à? Kê là chó đúng không? Đúng rồi. Kê là gà chứ nhỉ? Ờ. Kê ở tiếng Việt là gà. Ờ, kê ở, à, kê ở Việt Nam là gà. À. Ờ, à, hiểu rồi nhưng mà kê cũng là gà ở Hàn Quốc. Ờ. Kê là con chó, kê là kê. Ủa? Là kê là kê, kê là con chó. Con chó. À. Kê là con chó, kê là con gà. Con ờ à, đúng rồi, con gà hoặc là con ghẻ. Con ghẻ. À, con ghẻ. Con ghẻ là à, con giống con cua gì? Ờ. À. 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 Yeah, 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 hiểu yeah, đi luôn. Ok. Khổ thân thằng bé đấy. Nhiều kiến thức được tiếp thu. Còn đây chính là phần cơm. Trưa nay bọn tôi có giống nhau không? Tất cả là giống nhau. Quả trông ngon nhỉ? Wow, nhìn là có kim chi thấy ngon này nè. Và tôm rán. Con rán? Tôm. À tôm, tôm rán. Tự ăn cơm mà con rán ảo thật đi. Ủa, trứng em cút. Ăn chung bọn anh luôn không? Thịt xà xíu. Cái gì em có ăn thịt bò. À, ở đây luôn. Ăn đây luôn à, đi. Bây giờ thì em đi núi chui với em bên đá. À, ok. Thế anh đợi mày rồi ăn nhá. Ok. Hay là anh ăn trước được? À, đợi đi. Anh ăn trước đi á? Có anh sẽ ngồi review trước đi xong anh đợi mày rồi anh ăn. Ok. Sẽ đi kèm cái gói này. Cái này gói gì đây? Tata sốt là gói gì? Sốt. Sốt tata là sốt gì ta? Không biết rồi. Rồi tí nữa mình sẽ thử. Đây là crispy sweet là rong biển man. Nha. Yeah. Đây là rong biển. Đây chính là một hộp cơm. Wow. Đây nếu mà đi quay phim thì gọi là cơm đoàn. Mà vì đi là làm ECC thì người ta gọi là cơm của sâu. Nha, thêm một chai nước đi kèm. Ở đây chúng ta có thể nhìn qua là chúng ta sẽ có món ở đây là món bò này, kim chi này, cái gì đấy salad, hai quả trứng cút. Tí nữa tôi sẽ đá hai quả trứng cút rồi cho anh em xem. Bò đúng không? Yeah. À, tôm, chả, thịt lợn và một miếng chiên nữa. Miếng chiên kia theo kinh nghiệm mà hay ăn KFC của tôi hình như là chiên cá rồi. Yeah. Ờ, chắc là đợi thằng Bin đi xong rồi chán rồi. Chuẩn. Bin được viên lên khôi ngày trước, Bin được viên là cái công hả mọi người. Ăn đúng kiểu Hàn Quốc luôn. Thêm một chút cơm vào đây. Yeah. Ăn cơm kiểu Hàn Quốc luôn. Cho các bạn xem. Ông điệu vãi cả cứt thề. Miếng kim chi. Của mẹ Hàn Quốc các bạn sẽ bóc ra xong các bạn lấy từng đồ lên các bạn ăn nha. Bình thường tôi thấy là mẹ và hết từng thứ vào mồm xong cuối cùng là nhét một lá rong biển vào chứ. Ô ốc điệu đúng không? Hay là kiểu ăn nó thế? Ừ. Ừ. Đúng. Cho hết vào à kiểu Mông Cổ thế à? À ờ ờ ờ. Mẹ miếng gì trông ngon thế? Cá rán. À, cá rán à. Ui, thịt lợn à? Thịt băm. Ăn thử em vị như nào. Ngọt không? Vị như kiểu giò chả truyền thống ấy. Ủa. Đúng cái này luôn. Mày ăn được cơm hết bài nhỉ? Con này chắc là tôm à? Tôm.
Tôm tem. Tôm tem ngon không? Tôm này ăn hơi bột. À. Ăn rồi à? Ừ. Ăn nối đợi bao giờ? Mình phải bỏ cái tôm, cái sốt ra. Ta 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 ăn thử như nào. Uầy, bóc ra xong mút hết gói sốt để xem vị như nào chứ không? Sốt ngọt. Đoạn thử. Sốt này nó hơi hơi chua chua ngọt ngọt. Giống kiểu mayonnaise Lisa. Ngon bếp. Mayonnaise Lisa. Gà tẩm bột. Ông mẹ mình nãy giới thiệu một lần rồi thề. Ôi, ông nào chọn quả vét hồng trông vãi cứt vậy. Dạ, tuyệt vời. Áo này. Tuyệt vời, anh thích chiếc áo này. Cài ba. Tuyệt vời. Hùng luôn ạ, à. Anh mượn. Anh muốn xuống đây. Đủ pin đi cạnh. À, nồi này. Mày từng lanh hả? Từ nào bên Hà Locker này. Xem á. Làm từng nghe này. Đang cơm thì... chiếc áo thì đỡ tôi mặc. Uầy, wow, bọn này tu xịn và đá nhờ. Sẵn hết vét đủ màu, sơ mi, các kiểu đủ size. Này, cười hả Bin? Sao lại cười? Cho vào. Đỉnh vãi. Đây là áo của tôi em ạ. Áo màu hồng. May quá không phải mặc áo hồng. Bin lại được cớ treo mình rồi. Thế bây giờ anh Phước vẫn độc thân không? Lại ăn kiểu mông cổ. Một miếng su hào. Cho hết vào mồm. Bình thường wow, đéo đấy, nó phải là củ cải thì mới đúng Hàn Quốc chứ. Ừ, đấy quốc người ta làm như thế. Nhưng mà lại đưa cho người yêu ăn. Ờ. Ừ. Thế thì người yêu nó lạ thế. Thế á? Ừ, kiểu... Người yêu kiêu kỳ thế. Nó coi như là anh dành tình cảm với vợ anh nhưng mà qua màn hình. Đấy, vợ anh không ở đây. Đấy. Anh ăn hộ, đúng không? Đấy. Tình cảm như thế. Bụng trèo khéo trống. Tôm đắn bở quá. Cố lên Bin. Cố lên. Cố lên. Nhưng mà một phần ăn nó tương đối đầy đủ. Tí tôi sẽ hỏi thằng Bin em giá bao nhiêu. Suất này tôi nghĩ chắc loanh quanh khoảng. Một phần cơm thì giá từ bao nhiêu? 25-30 đồng. Chắc chắn là 4k hoặc là 5k. 5.000 won. 30. Phải hơn chứ. Bao nhiêu đồ ăn này mà. Phải thôi. Hôm qua anh ăn kimbap đã là 4.500-5.000 rồi. 4.500-5.000 mà được khoảng độ 4 cái kimbap. À 4 cái kimbap thì dễ. Thì cái phần cơm anh nghĩ phải đắt hơn chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đến 10.000 won không? Ờ, nếu mà anh đi mua thì chắc chắn là 10 hoặc là 11, 12, 12k. Nhưng mà mình thì... À, tầm... Yeah. Sẵn sàng cho ngày thi đấu đầu tiên của ACC. À, khu vực này là thế không? Vét đẹp phết nhờ. Vét này lên, lên form trông đẹp ấy. Trên này đầy đủ sẵn rồi, giấy tờ thứ này. Ngày giờ thi đấu này, lịch trình này. Full time này. Cái này là thông tin về các đội tuyển đều được chuẩn bị sẵn ở trên màn bình luận luôn. À, còn đây là pick cầu thủ đây, các đội đây. Man City có nằm cạnh Kim Tôm luôn. Đây là trận đầu tiên. Trận Man City với Tôm là tôi với cả anh Phước làm. Trận thứ hai là tôi anh Phước làm là Elite với cả Grid đây. Thì họ chuẩn bị sẵn luôn ở đây cho mình dễ tiện bình luận. Đây là danh sách các tuyển thủ. Ví dụ như là Hoàng Hiệp này, Huy Hải này, Trần Minh Quang này, Trần Minh Khôi này, đấy, rất đầy đủ. Nước chủ nhà Hàn Quốc chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Giờ vào cái là chiến thôi. À, vừa làm xong mấy trận đấu rồi. Có gà, quay mấy cảnh bình luận à? Bây giờ tôi sẽ di chuyển về khách sạn để tắm rửa cái. Xong rồi tối nay có hẹn với cả mấy bạn viewer hay xem tôi ở bên Hàn Quốc. Giờ về tắm rửa thay đồ xong rồi đi ăn tối với chúng nó. Nói chung là cái đường từ nhà thi đấu về khách sạn thì cũng gần, không xa. Thời tiết sợ quá. May về ban ngày. Thì buổi tối mà nhìn lên cái ma thỏ luôn, sợ vãi trưởng. Rồi, sở cảnh sát Hàn Quốc. À, đẹp nhở. Rất nhiều xe, rất tiện. Còn đây.
Chào em. Em thể giới thiệu đôi chút về mình không? Thôi anh, tí nữa cầm chén đi rồi chúng ta giới thiệu anh. Ôi anh khui em quan đây. À bọn này chỉ rình rình uống rượu thôi thề. Đây lúc chiều nay đấy. Tôi làm xong rồi, mấy đứa đợi đưa tôi đi ăn. Mình sẽ tìm một quán mình ăn, khả năng cao và tôi sẽ trải nghiệm thử cái lòng rán hay lòng nướng gì đấy ở bên Hàn Quốc này. Đấy. Mình sẽ lấy hai bàn đấy không? Bàn 4 trước, tí lấy thêm bàn 4 nữa. Bởi vì chắc còn khoảng độ 4 đến 5 người nữa ra. Đâu đó tầm chục người. Đấy, mấy anh em. Mấy anh em hôm nay bận không đi được. Thì mình bảo thôi, để đợi dịp khác. Bên này bọn nó bảo biết là khi nào anh độ sang thì hóng lắm ấy. Uầy, thế theo lịch là mẹ sắp tới tôi đi Úc với cả tôi đi Hàn Quốc thì anh em mình trước khi đi có nên tụ hợp lại xem bên đấy được bao nhiêu người, bên đấy được bao nhiêu người không anh em tính mẹ một ngày làm quả mâm nhậu không nhỉ? Ừ, mẹ sáng đấy off fan tí chứ đúng không? Làm tí cho vui. Hợp lý vậy đấy này. Ừ, nhá, gần lúc đấy thôi anh em tính nhá. Nhưng mà ít ít thôi nhá, đông quá thì thôi nhá. Đông quá anh em giải tán không mẹ mà nó hơi loạn đấy. Ít ít thôi, khoảng mẹ chục người hay là ngồi vui rồi. Anh em mới nhớ mặt được nhau, mẹ mà đông quá đéo nhớ được đâu. Xong đi hát luôn là ủi mẹ tuyệt vời vãi đái luôn, hợp lý bạn. Nhưng mà đi hát thì mẹ karaoke nó có Việt Nam không? Hay là nó có kiểu karaoke bấm trên YouTube không thì anh em đi hát được chứ. Khả năng cao anh Độ mà sang đây là phải tổ chức một buổi họp fan thì mới chứa được hết. Chứ bên này đông lắm ấy. Ừ, nhìn qua được cũng phải được tầm 200 đứa hỏi khi nào anh Độ qua. Đấy. Hey. Đây là thằng Jun. Thì gọi là Giang, thì gọi là Jun. Em vẫn là Jun. Jun. Đấy. Cạnh là em gái thằng Jun. Bạn này tên gì nhỉ? Em tên Linh ạ. Uầy, bạn này không nói tưởng người Hàn Quốc luôn á. Đấy. Tên gì đây? Uầy. Ông ngoài đéo nói tưởng Văn Toàn luôn á, giật hết cả mình. Tên Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh à? Phải chung chuyên nghiệp ông này. Đấy. Nhưng mà đéo thấy á. Ờ. Đéo thấy quay lắm rồi, thấy quê mà. Thấy rồi. Đáng rồi mất lắt lên rồi mình cho nó quay. Cho nó quay mít chuẩn. Sô mẹt nhá. Sô mẹt. Sô mẹt là gì? Sô mẹt là nghĩa là sô chua, mẹt chua ấy. Bia với rượu á. Sô mẹt là mẹt là bia. Mẹt chu là bia. Sô chu là rượu. Sô mẹt tức là rượu bia, rượu pha bia. Bố X, bố X. Cái lần mà tôi đi sang Hàn chưa được thử quả này không nhá. Thế, quả này tôi nhìn thấy nhiều rồi. Đập bàn phát lộn con mẹ một cái ly nhỏ xuống dưới cái cốc bia đúng không? Xong là sủi con cụ bọt lên. Trông kiểu muốn thử vãi. Bố mẹ ở nhà xem cái video này chắc buồn lắm. Bố mẹ không biết tao đâu, yên tâm. Chắc có sao ăn học. Trông chuyên nghiệp à? Đó, này sang đây học bartender à? Bartender mà anh. Wow. Nhưng mà chung này có nặng không? Từ từ. Tí nữa chứ Linh. Ui. Ok không? Nhẹ thôi. Thế mày lên. Mày. Tí mày cắm cái thìa xong mày lấy cái đũa mày gõ lên. Cho thử cái xem nào, cho thử cái xem nào. Cắm thật mạnh vào đây là được à? Anh cắm xuống là được. Cắm nhẹ thôi không là. Không cần nhẹ đâu. Cắm nhẹ không ấy. Mạnh tí nữa. Đấy. Thì là nó sẽ lên. Bọt lên đây này. Đấy. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Một lần thôi, cái này nó chỉ một lần thôi. À thế à? Làm lại cái này nhá. Cắm thật mạnh không? Cắm thật mạnh à? Ui chảy hết ra bàn chứ bẩn không sao. Ở đây đâu vậy? Không sao. Wow. Oh. Bổ ích. Cái này người ta bên Hàn người ta gọi là gì? Sô mẹt. Không, cái cắm đây này. Cắm nó. Là cắm sô mẹt tên gì à? Cứ bảo sô mẹt là người ta tự biết là phải làm nào ấy. Nó có nhiều cách. Nếu mà phá cho thêm một tí say ta nó vào. Bình thường nhá. Chết. Lấy cái đũa ấy, chọc thẳng vào cái này. Bình thường là anh pha sai, người ta sẽ lấy đũa chọc thẳng đây này. Mẹ nó có một cái uyển khúc gì ở đây nhỉ? Bà này là em gái của ông này. Ông này nói giọng khác với bà này. Mặt ông này khác với bà này. Em gái. Ôi điên à. Sao không bắt đầu. Nhưng mà nó bẩn. Giúp một phát, giúp một phát là sao? Nó bẩn lắm. Này em sang bên này được bao nhiêu năm rồi? Em được gần 3 năm. Gần 3 năm. Thế em sang bên này bao nhiêu năm rồi? Sang 5 năm rồi. 5 năm mà em không bằng được sang 3 năm. Đâu, không phải em làm được. Nhưng mà chẳng qua là quán này nó sao bẩn ấy. Nói chung là anh em chan kìa. Chan. Chan ở bên này gọi là chan. Chan. One, two, three, chan à hay như nào? Chan thôi. Chan. Ở đây là chan. Hết à? Chan. Quán sốt luôn à? Hết chứ, quán sốt luôn á. Điên rồi, từ từ. Chén đồng anh. Đồng quán sốt. Ngọt này, ngọt này. Ok mà đúng không? Mát. Cốc đầu tiên bao giờ mát thôi, uống tí chết luôn. Mày không đeo tạp dề vào này. Bên này là các quán ăn đi.
người ta sẽ phát trong cái tập dề mà đấy, để nó tránh bị mùi. Nào vào đây tao quay cái. Tránh bị mùi hoặc là áo đây. Trắng sẽ không bị bắn vào. Dạ. Yeah. Cái này sẽ có một kiểu cái lọc xịt thơm này, khi ăn xong thì nào. Đúng không? Ra xịt thơm khử mùi đấy. Wow. Ủa? Thế hôm nay mình ăn lòng nướng thì người ta sẽ nướng cho mình hay mình sẽ để lên bếp? Để lên bếp nướng. Mình nghĩa là người dân nướng qua nướng một tí á. Nhưng mình sẽ bỏ vào bếp vào giữa đúng không? Đúng không? Hay là để đây? Để đây cũng được, xong tí mình gấp sang đây hoặc là để vào giữa được. Đâu sao lại? Thích sao? Bây giờ anh phải thử cái món này trước. Anh phải thử món này ăn sống. Dạ dày à? Anh quẩy với cô chú chắc. Không không đừng. Cái đấy phải chấm với cái này. Ui cái thịt hồng hồng đỏ đỏ kia là ăn sống luôn à? Cái sẽ ngon hơn. Nhưng mà món này nhìn biết nhá. Là cái này gọi là sách bò. Sách bò ăn rất dai. Con này nếu như mà cái sách bò này mà luộc lên thì ăn nó chả nhạt tuyệt à? Đúng không? Bình thường người ta phải xào dứa hay là kiểu xào khế ăn nó mới ngon. Không, không dai, giòn. Cái này ăn sẽ giòn. Giòn, nó không dai một tí nào luôn. Anh ăn thử. Mà ăn có bị đau bụng không? Không. Chấm với cái này muối với dầu mè. Miếng bé hơn miếng to thế. Ủa. Miếng bé à? Cầm sao? À đây miếng này bé này. Đây em lấy kéo nhá. Đây bé. Đi. Đây, cái này bé. Chấm vào đấy. Đợt anh Độ còn ăn bạch tuộc sống mà. Anh ăn thêm bạch tuộc sống không? Chấm mặn đấy. Tao bảo ý tôi, tao nói. Thì bảo là muối với dầu mè mà. Mặn thì phải làm nốt cốc đi cho nó. Tao mày vội, tao thưởng thức nốt nghệ thuật đây nào. Đây là sách này, còn đây là gan. Gan nó hôi không? Ui, mẹ mày gan ăn sống á? Mẹ là thật. Holy fuck. Không hôi. Không hề hôi một tí nào. Trơn thế nhỉ? Cắm vào anh, lấy cái đũa cắm thẳng vào. Ủa? Mẹ gan này ít ra nó cũng phải xào hay nó nướng qua, tại gan này nó rất là dễ chín, các bạn đảo qua cái nó chín ngay, nhưng mà tại sao lại người ta lại ăn sống nhỉ? Anh chỉ cần nhúng vào. Cũng chấm một tí này à? Chấm cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn. Ừ. Anh ơi, anh nếu mà anh không ăn được anh nhảy ra luôn nhá. Bị hôi à? Bởi vì em không ăn được cái nó bị nhựa ở trong cổ. Đừng muốn anh nuốt luôn. Anh phải chạy không mất rồi. Đang quay không giống nhà. Ừ, đang quay. Thôi. Cái này đúng là kiểu bị vị gan sống á. Đi xuống miệng đi. Ăn sống có đau bụng đấy. Không. Chắc không? Không, đấy là nếu như người khác ăn được thì sẽ không sao bụng dạ tốt được không ta? Tôi là đéo giờ tôi ăn là đi chúc mừng năm mới luôn đấy. Con được tôi. Chan. Chan. Bên này nói chung là toàn đồ nhậu thôi. Ép ăn mấy cái này để làm gì? Để uống. Cho nó kiểu nó tiêu đi. Đi. Từ từ tao uống rồi còn mấy đứa kia đến. Ơ đấy thật rồi kìa. Đấy. Kể chúng nó chứ mình cứ từ từ đó. Ai xài. Mẹ à, xin lỗi các bạn nha, từ đầu đến giờ tôi tắt có mẹ cái thông báo donate đi. Mẹ tự nhiên có tiếng donate tôi mới giật mình, tôi qua tôi check. Tại hôm qua tôi làm qua làm cái moi song hay làm cái đéo gì mà tự nhiên tôi tắt donate đi nhờ, tôi quên con mẹ nó mất. Cảm ơn đồ nhá. Ở Hà Đông mày chỗ đường Tố Hữu kéo dài, ngày xưa bọn tao hay ra ăn, có một quán lòng xe điếu nổi tiếng ít người biết đến ở đấy, thề quán đấy ngon vãi cả cứt. Nó có cả nướng luôn, có cả lẩu luôn, có cả lòng luộc luôn, nó ở mạn bên bên song song với cả cái đường ấy, mẹ tao quên mẹ tên rồi. Bây giờ nó thành một cái nhà hàng mẹ rồi. Để biết bây giờ quán đấy nó còn sống hay không. Nhưng mà quán đấy ngon vãi cứt. Đông ạ. Chúng ta cùng trải nghiệm cái món lòng Hàn Quốc à. Cái món này không ăn nhanh thì bị dai đúng không? Đúng rồi. Món này gọi là gì? Đúng. Cái này nó bảo để càng lâu thì sẽ càng ngon. Dai. Mày vừa lấy, vừa nó bảo với tao thế mà. Lừa. Thế cái món nào bắt phải ăn nhanh. Đây ăn tim trước đi anh. Tim ở đây đúng không? Tôi là một thằng thích ăn tim vậy đây. Thế. Tim này, cật này, các bạn chỉ cần mua về xong rồi các bạn mua một củ, như cứ mua đúng củ hành tây về xong tôi thái ra, mẹ đẫm nước mắt nhớ về gia đình, xong rồi xào lên với nhau được cả thịt lợn. Mẹ xào hành tây thế sao tôi ăn hành tây vậy đấy. Ăn xong mồm thối đéo chịu được, tay tiếc toàn mùi hành tây. Mẹ nước mắt giàn ruộng nhưng mà nó ngon. Mẹ ăn phải được 3 bát cơm các bạn ạ. Đây là thử tim trước. Không có đi ăn lẩu kim chi không? Mẹ ngày xưa lẩu băng chuyền kim chi nhá, tôi đi ăn nhá. Mẹ tôi chỉ dình tim đi qua, tôi ăn tim thôi mà. Ăn toàn tim là tim, xong rồi tôi về. Đéo ăn rau, đéo ăn nấm. Đấy là ngày xưa khi mà lẩu kim chi nó còn nhiều thịt. Chứ còn bây giờ mẹ em thành lẩu nấm mẹ rồi, đi qua toàn thấy nấm với cả thỉnh thoảng được vớt được quả trứng luộc, vãi cả cứt. Mẹ đi ăn lẩu ăn truyền ăn trứng luộc. Nhiều thật nhỉ.
Kichi kichi. Ừ, nó là kichi kichi ấy. Nhưng mà chắc là để càng lâu rồi nó sẽ càng ngon. Nhầm. Ừ, là quán trường kichi kichi ấy. Bây giờ, bây không biết còn mở. Bây giờ người ta quan tim. Chấm ra tim rẻ, bãi chưa? Tim ngon mà. Tim ngon quá. Sau mà anh ăn trái tim vậy thôi. Là trái tim anh để ở Việt Nam mất rồi. Thôi. Bớt dần thôi. Anh thử cái lòng non này đi. Cũng ngon à? Đây là lòng non. Anh thử xem nó chấm đấm vào. Chấm đấm vào. Có cay không? Không cay. Nó không mặn. Nó không mặn, cái này nó không mặn. À quên tí lỡ mồm. Không sao. Cái đấy bọn em rất dùng mà. À ngồi với bạn bè thì không sao gì. Không sao. À xì bà. Nice. Ui. Thị như nào? Mà xì sò là ngon. Mà xì sò đấy, dơ như này. Mà xì sò. Mà xì sò. Đấy. Mà xì sò, ngon ngon đỉnh quá. Còn lòng vẫn lạ mồm lắm nước ngon mà nó ngậy ngậy béo béo giòn giòn dai dai mà dai quá dai như lốp cao su rồi. Cái này phải dai dai mới ngon anh. Tắt tít món này đúng món là để nhậu đâm ra phải dai đấy. Ui không sao anh, tắt bếp mà mạnh đi bếp bên này nó thế. Đấy, muốn ăn gan tái không anh? Anh cho đây, lật qua. Ừ đấy, mẹ cái gan thì cũng phải lật qua tí. Hay là cái gan đấy để thả vào cái này, nhưng mà bọn này mẹ cho Khôi ăn sống nhở? Chứ chưa rồi tôi thấy kiểu ăn gan sống bây giờ luôn ấy. Ngon mà dài quá nha, bỏ mồm quá. Nhưng mà ngon. Thôi anh em này phải chan. Si bà. Ôi, bà khát nước à? Ngâm sữa rồi à? Bà khát nước à? Ôi dạ. Mới. Cái khát nước thì sao anh ạ? Hay thôi mà. Uống nhất với nhau hay thôi mà. Từ khát nước thì sao vội thế nhỉ? Ăn thì chúng ta là gì? Chúng ta phải thưởng thức ẩm thực xem như nào. Ăn cứ uống ngầm mầm đi, chết à? À còn đi chưa ăn thử nữa nhỉ? Đây, anh em thử cái này. Cái đấy gọi là gì? Cái này là cái dạ dày. Ồ, dạ dày đấy, như này nhỉ? Gọi là mặt tan. Dạ dày mà màu này thì chắc là nó phải luộc hay là nó chiên qua một tí rồi. Béo dạ dày mặt trăng này. Mặt trăng. Điệp mà ông nào bảo thằng này đéo giống thằng Văn Toàn đi. Điệp mà từ cái khuôn mặt cho đến cái ánh mắt của nó trông có giống thằng Văn Toàn không? Fuck. Cũng dai. Cũng như cho bản thân thì dai luôn. Kháng cao là tôi nhai miếng này từ giờ đến khi về. Ăn thế đó mùi này. Ăn thế đó tối bốn này. Ăn thế đó tối. Dài thế. Hơi dài. Không phải hơi không? Không dài mà. Cũng dài cả đúng là ngủ á. Đây này. Đây. Cái này nó không dài này. Ngay ngay còn cho miếng dài hơn. Không dài. Thề luôn. Tôi làm cái gì đó? Tôi đang. Chưa? Bảo sao? Ơi hả? Ăn ở trên bàn đúng không? Là có bạn nam, bạn nữ. Mày phải gắp cho bạn nữ. Đây mày để gắp cho bạn nam. Ai đây này? Anh ta. Hello. Anh không nhận ra em luôn. Mày đeo khẩu trang đi bố tao ra chả nhận ra mày. Mày vào một cái nhún nhún nhảy. Tao tưởng bán hàng rong. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Em gửi đồ anh à? À ok đấy ạ. Ôi, anh cảm ơn. Người ta có tặng anh một cái cạo râu á. Điều. Đấy. Mua ăn nhiều rồi tặng cạo râu mới thích điều không? Chung lại đi. Ăn nữa. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ok. Ok nhá. Ok, anh cảm ơn Tết nhá. Ok anh nhá. Thế bạn nữ đi cùng bạn này là đi về luôn à? Ô, Khôi thiếu tinh tế thế nhở? Mày phong cách trông dân chơi nhờ? Dân chơi chết đóng của anh. Dân chơi thì tự nhiên. Người yêu à? Vâng, người yêu em làm cần đây mà. À thế xem mày sao mà ngồi với người yêu chứ mà. Mày chẳng biết gì mà. Đấy thằng run ra bên đây ngồi với tao. Ờ đấy mày. Có người yêu. Ờ đấy cho người yêu vào giữa này. Đấy xong mày ngồi đây. Quái cứ đây nhỉ. Quái mày. Chết rồi. Áo thật đấy. Cánh tay trái và cánh tay phải. Ờ tôi chết. Mẹ ngồi đây hai thằng nó ép anh uống. Càng thắng nhá. Anh qua Cali hay là Massachusetts ấy nhỉ? Anh không nhớ lắm. Bang đéo nào của Úc ấy nhỉ? Để anh xem lại cái vé mời đấy nhá, tại bọn anh chưa có vé mời, sắp tới có vé viết các thứ bọn anh mới biết nó là bang nào em ạ. À, nó ở Sydney em ạ. Đúng, Sydney. Anh nhớ rồi, đúng rồi, Sydney. Đúng rồi, đúng, Sydney em ạ.
Anh em chuẩn bị sẵn sàng nhá, tháng 10 nhá. Uống chết. À thì à, em không biết uống được mày cho hành đấy. Mày biết uống không? Em uống biết. Tao đang đợi mày cứu tao. Ok, thoải mái. Ok, xin đi. Đợt đấy anh em tính xem có bao nhiêu người nhá. Đông quá thì thôi anh em chia tay nhau nhá. Vắng vắng thì anh em ngồi nhau tí. Còn như còn thằng Thắng nữa. Thắng nó đi. Nhưng mà nếu như là đông thì nó có vấn đề gì không nhỉ? Ví dụ khoảng 50 người chẳng hạn, thì ví dụ thế thì nó có vấn đề gì không? Chắc không đâu đúng không? Ai có cá chi à? Ăn thêm gì nhỉ? Gọi thêm đi. Ai biết ăn gì? Tao biết đâu ăn gì. Này ơi. Uầy. Ờ, đúng. Theo thông tin thì tháng 11 qua Hàn em ạ. Tháng 11 qua nhưng mà mẹ anh em biết đi đâu không? Lại đi Busan. Thế anh em chuẩn bị làm quả offline Busan nhá. Vừa nhậu quán lòng say vãi cả trưởng ra. Nhưng bọn này bảo là chưa đúng phong cách Hàn Quốc. Bác Hàn Quốc phải đi mấy quán gọi là chicken beer. Là gà bia. Đây. Chưa có gà. Ờ thế này mua cho em. Chưa có gà, có ít thôi. Ok ok. Hiểu thế. Đây em mời anh. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là bingsu nhưng mà cũng là ờ chia tay nhá. Gọi là giải rượu anh ạ. Giải rượu, đồ ăn giải rượu. Hoa quả dâm. Ok. Hoa quả dâm. Em. Ok. Chị Giang, kêu đi. Em nào hơi chuẩn rồi. Ờ, kiểu hoa quả dâm. Nói chung là hoa quả bên này bằng 1 phần 10 hoa quả Việt Nam đây. Anh ạ, đúng rồi. Hoa quả bên này cũng bằng Việt Nam. Cũng ngon bằng Việt Nam. Mà đã đắt gấp 10 Việt Nam hả? Đúng. Thế á? Câu này đúng. Anh ra thử bát này có nhỉ? Bán thử. Bát này á? 60.000. 60.000. Cái gì? 60.000. 300.000 bát đấy. Em là rẻ nhất. 60.000 anh không. 300.000 bát này. 200.000 rẻ nhất. Anh coi. 200.000 bát này. Ui, thì tính ra mẹ ở bên Hàn đắt nhỉ? Cái đéo gì cũng đắt thế. Chỉ tính một mấy cái đồ ăn đơn giản, cơm kiếc các thứ cũng mẹ 10-20.000, mấy cái đồ ăn vặt toàn 10-20.000 như thế là toàn 300-400.000 của mẹ, là cái đéo gì cũng đắt. Mẹ có bát chè ba lốp. Vãi cả cứt. Họ thật. Bên này ấy. Bên này hoa quả đắt thật đấy. À, say quá rồi. Các bọn nó rủ đi ăn gọi là canh xương bò để cho nó tỉnh. Đây. Xương người. Yeah. Ngon không? Ngon. Ngon vãi bìu. Ăn cho. Tất cả. Mỗi một con. Siman là mua heo bông hay sầu. Cơm à? Mời anh trước. Đây, một bát cơm đây. Sởi, dạo này học được tiếng Hàn mà. Nói chuyện cứ như người Hàn luôn mà. Ajon Aseo Nanen Koim Lita. Tại sao bọn này nó đi ăn nướng từ đầu rồi, sau rồi nó lại còn đi ăn hoa quả dầm, xong rồi lại nó có thể đi ăn được mẹ một cái canh xương bò và chuẩn bị ăn thêm một bát cơm nhỉ? Mẹ, thằng lỗ mũi to này ăn khỏe thật. Nên sun kata kosado. Na nên mặt dân nên simo kosado. Si ban lo mu hang bo kheso. Đó, mời đi Hàn Quốc về mình ở xính ngoại thì. Đấy. Bây giờ tập trung vào ăn á nha. Wasabi à? Ok anh. Cay cay. Có cay á? Số này có cay á? Em xin anh vui ạ. Ui nhưng mà sườn mềm á. Sườn mềm cực. Sườn này ninh trước rồi. Ờ. Nó ninh sẵn. Chén đi. Nói chén là chị khoan là chị không để anh khôi rồi. Này, cái từ mà ngon là gì? Siban lo mu masisoyo. Thế bác hợp rồi. Siba lo mu pastelo. Siba lo mu pastelo. Masisto. Siba lo mu masio. Masisto. Masisto. Siba lo mu masisto. Yeah. Đéo thấy khác gì đâu cả. Sườn này là ngon vãi cả ấy luôn. À, bên Hàn Quốc thì kiểu đéo thì nó cũng phải kiểu giống các nước khác, kiểu Việt Nam mình thế đúng không? Nó cũng phải có mấy câu kiểu nói bậy vãi cả cứt. Ừ, tôi sang đấy tôi chỉ thích học mấy câu nói bậy thôi. Không, nói chung là ngày đầu tiên phát âm thế là cũng ok rồi. Sai lầm, học sinh giỏi. Được khen học sinh giỏi, phát âm rất chuẩn.
Có phải khen không anh? Có khen mà. Cam Samita. Cam Samita. Rồi đấy, mẹ mày ăn chơi lại quên nhiệm vụ rồi đấy, đéo có cảnh kết. Thế lại biến con mẹ mày sang ngày 4 luôn. Biết ngay mà. Đéo lệch được. Yeah, hello, xin chào các bạn. Hôm nay đã là ngày thứ tư tuần Hàn. Ui. Các bạn. Mẹ mẹ mồm nó vẫn còn ngậm cái miếng sườn bò từ tối hôm qua chưa nuốt hay sao không ạ? Đi phải bên một bên má sưng con mẹ luôn, tôi chắc chắn cả các bạn luôn. Hoa say quá vẫn nhai, chắc miếng sườn bò nó phải dai vãi cả cứt. Đi mẹ nhai về nhà say quá đi ngủ, sáng hôm sau dậy quay tiếp luôn. Đây này, vẫn ngậm đây. Hôm nay đã là ngày thứ tư tuổi Hàn Quốc rồi. Tại giọng đang rất khàn sau trận nhậu tối qua. Mày đi làm không biết tình hình như nào đây. Thôi, lại vẫn một ngày như mọi ngày. Vô trách nhiệm với công việc. Đi mẹ đã đi cắt giải. Đi bắn giải nó khác nhá, đéo cần giọng. Nhưng mà đi cắt giải là lúc đéo nó phải giữ giọng đến ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng mới dám đi nhậu, tôi lúc đéo nào về. Sau khi make up xong thì chúng ta sẽ đến với món ăn ngày hôm nay. Đây là sốt. Tofu là tàu phớ à? Tofu là tofu xoài bin pate sầu kè. À cái này là một cái sốt đéo gì đấy. Tofu là đậu nành đúng không? À đậu phụ. Ừ. Sốt đậu. Em trộn đi anh xem nào. Ủa cơm trộn á? Oishi desu ne. Ừ, dưới là cơm. Anh từng yêu người Nhật rồi hả? Nhưng mà oishi thì tất cả người em. Oishi. Anh tưởng úp vào. Bên trong này có trứng này, thịt này, rau củ quả này, cà rốt các kiểu này, rong biển này, thơm ạ. Nó phải có một quả trứng đập vào nữa chứ đúng không? Thì nó mới trộn được chứ. Trời ơi. Anh ơi, viết địa chỉ email của anh nhé. Vì phải chữ ký điện tử khi mà làm hợp đồng. Ok. Phải ký điện tử à? Nói cho nhiều điều. Có bớt đi rồi. Anh nghe nhiều sốt rồi. À, bắt đầu. À, anh, cái đó, Minh Giang, nó chẳng hạn sử dụng. Yo, làm xong rồi mệt thật sự, xuống thì thấy thời tiết Hàn Quốc này, mưa này, mưa to luôn á. Nhưng may quá có thằng em thiếu không nhỉ? Đúng rồi. Thiếu hip, chào các bạn cái đã. Hello các bạn. Thiếu hip nó đợi sẵn thế này, xong rồi mua tôi cái ô. Còn thằng này chả giúp được cái gì. Ô đẹp thế. Thế bảo mấy anh em làm xong rồi đi ăn thì bảo 8 giờ về. Đâu, hiếu cho anh cái ô này, tặng anh. Đấy là có cái ô này. Giờ tôi sẽ di chuyển về... tôi di chuyển về khách sạn. Ủa trong cái ô đẹp thế đéo biết bao nhiêu tiền nhỉ các bạn nhỉ? Đồ ăn đã mắc rồi thì tất nhiên là những cái đồ linh tinh tinh này nó sẽ đắt đúng không? Tôi đoán đi cái ô đấy nó phải 500.000. Đấy không? À. Cái ô có đến 25 nghìn luôn không? À 5.000 à. Ôi xin lỗi các bạn nhé. Tắm rửa cái tao bắt đầu mấy anh em đi ăn. Cái ô đấy là mẹ mày ra studio Việt Nam là hay cầm ra ngoài để chụp ảnh trông mẹ decor vậy cứt đấy các bạn. Đùa. Yeah man. Nhìn thấy đẹp đi rồi. Ủa, trông lãng mạn thật sự. Tôi nha, trời mưa nha mà tôi lại có cái ô này nha. Tôi kiểu đéo phải chụp một cái bộ ảnh mixer thật là đẹp. Kiểu cầm mô. Đỉnh cao mẹ luôn. Đi dưới trời mưa. Mà như thằng này vừa mua ô tặng tạnh mưa hay sao ấy. Tạnh rồi. Cảm ơn Quảng nha. Tạnh mưa rồi. Mẹ biết ngay mà. Này cất vào đây. Quán bánh. Burger à? À bánh ngọt. Đây gì đấy? Bánh. Ừ, bánh gì đấy? Tôi thử à, thôi thôi. Nhà anh nhiều ô rồi, cảm ơn em. Anh nói thế thôi. Anh à, đang wow, vừa bánh thế nhỉ?
ngô bánh đậu đỏ này, sweet zeppelin, bánh trà xanh này. Thế anh muốn ăn bánh gì không? Không ăn thử cái đấy đâu. Bánh này gọi là bánh gì? Khỏe to thế. Ngoài trông còn xốp quá. Cô này. Con thắt băng. Bên trong này. Bên trong như là rỗng luôn á, rỗng luôn, không có gì luôn á. Cà lìn cái bánh lừa vậy. Ừ. Vỏ bánh như bánh mì. Thế sao là bánh mì mà anh? Ngọt quá. Ăn em. Ngọt cực. Ngọt cực. Ăn giống bánh mì. À. Sao giống bánh mì đấy? Trong một nhân mật ong nhau á. Quạt. Để quay em. Quạt đấy. Sao giống bánh mì đấy anh? Để em quay em. Ăn giống cái bánh vậy. Ủa bánh này ngon vết chứ. 50.000 một cái à? Hay 50.000 hai cái? 50.000 á, 7.000, 2.800, 1.800, mẹ từ 50.000 cái vẫn cứ 34.000 cái này. Ăn đêm, đêm làm cái này ăn hợp lý. Ngon, nhưng mà ngon lắm. Ngon lắm, là ngon bếp chứ. Ngon lắm. Qua, to vài miếng. Ở trong có cất mật ong ấy. Hình như thế, ta chưa sờ vào đấy. Qua đường lên một đoạn đấy. Một con ngõ ở Hàn Quốc sẽ như nào? Wow. Rất nhiều biển hiệu. Bọn này là mẹ mình trông có vẻ là đi một cái phố nhấp nháy ở này. Rất nhiều quán. Bí ẩn này. Rất nhiều đồ ăn. Bạn con trai đi với nhau là có vấn đề này. À, tối nay chúng ta sẽ ăn ở quán này. Ui, quán gà này. Ngon chưa? Ui, ngon luôn. Bọn nó lại cho tôi uống quả rượu gì đây? Mê cha la cu à? Mê hoa su. Hoa anh đào. Mê hoa su. À, rượu hoa anh đào. Đúng rồi. Ui, em không biết đâu. Nhìn tôi là thấy xem, mai mở anh cái nắp anh xem có ngửi có thơm không? Ui, được nhỉ? Tin nhỉ? Thành lốc luôn. Có bọt, có rượu, có bọt rồi. Có rượu bên này có bằng hết. Wow, thơm ấy. Xịn mà, thơm. Ui. Cả Việt Nam mình thì có. Ừ. Vị này hơi chua chua, giống kiểu rượu mơ nhưng mà cái mùi thơm là mùi thơm của bọn này đéo uống khoán nhỉ? Mỗi thằng một chai, cầm mà mút. Ừ, thơm như kiểu rượu mơ ấy. Uống về tí lại cứ mơ mơ màng màng là chết. Nhưng mà tôi công nhận là sang đây tôi hư quá. Sang 6 ngày 5 ngày nhậu cái này chết. Chết. Về lên vlog chắc phải cắt bớt mấy cái đoạn nhậu đi. Đấy, không những thế về vợ có khi còn mắng. Hả? Rượu cũng thế các bạn. Mẹ bọn tôi uống rượu bia rất văn minh đúng không? Đã lên bia là mỗi thằng mở một chai bia, ôm chai bia đấy đến khi thằng cuối cùng uống hết chai bia đấy rồi thì anh em cùng nhau bóc một chai mới. Tuyệt vời chưa? Đi uống rượu cũng thế. Đầu tiên lúc nào cũng phải nhìn nồng độ rượu. Thứ hai là nhìn vào millilit của rượu là chai đấy bao nhiêu, ví dụ chai đấy chai 75, chai nửa lít chẳng hạn. Đấy ví dụ như thế. Thì bắt đầu mình tính xem là hai thằng một chai hay là mỗi thằng một chai. Hết chai đấy rồi về. Tránh tình trạng say không đồng đều. Anh em vô cùng văn minh. Ông cầm chai này rót sang cho ông kia. Mẹ đéo biết uống bao nhiêu, uống thì toàn nhấp môi. Mẹ thế thì ngồi đấy làm đéo gì. Lượn. Về vợ có khi còn mắng. Thịt gà đến rồi. Wow. Capamina. Qua trông gà ngon đấy nhỉ. Quên mất hôm qua cái món bảo là tôi được ăn ngon là gì nhỉ? Mê cha bùn là gì nhỉ? Bên tôi nha, rõ ràng nha, thằng nào không uống được ấy, ngồi đấy, mồm mày sẽ phải có khói, đúng không? Không uống được thì thôi, ngồi nói chuyện là không uống từ đầu, đúng không? Còn đã uống là phải uống có tử tế, uống là phải say cùng nhau, thế nó mới vui. Ơ mẹ, cầm quả chai, à cầm quả chén, trời, em uống đi, em nhấp môi, em đau họng, vãi cứt, lượn. Không uống là không uống, còn uống là uống. Cái cà chế chả lá cà là gì? Nghĩa là gì? Em không biết. Cách cô đấy thì em chịu. Ăn thử nhá. Em phải quay qua đây quay này. Đấy, quay chỗ nhiều cái góc rồi. Là một cái này đúng không? Đấy. Cho thêm ít da này. Ít da vào nữa à? Cho cái gì nữa? Hẹ à? Mì.
một ít nhẹ vào, xong rồi một ít nếu anh thích kiểu hơi cay cay thì anh cho cái màu đỏ ấy. Đây cái này mình phải follow anh nhá. Cái ăn sau ta à, đấy củ cải à. Ui vãi cả cứt, ăn cả lát củ cải to đùng thế á. Tôi thích ăn củ cải vãi đái luôn ấy. Đấy là cái quán nướng mà tôi bảo tối nay nhà tôi hay đi ăn với cả tôi hay ăn ấy. Lúc đéo nó cũng thế, phải 4-5 đĩa củ cải ngồi ăn. Cứ một miếng thịt nướng là đéo, kiểu đéo cũng phải có một miếng củ cải với cả một miếng rau sống ăn kèm đấy. Nó bị ngon. Hết củ sống. Nó cuộn cuộn. Nhìn cái kia cho. Không cần. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đấy, cuộn rồi đi. Nóng nóng nóng. Thế thì hỏng hết sắp quay gì nữa. Không sao. Thế nó mới chân thực. Nóng quá. Thằng này cho thêm miếng da nóng quá. À, chấm cái đỏ đỏ đúng không? Vâng, nếu anh muốn kiểu hơi cay đi. Ôi vãi cả cứt. Cay lắm à? Được, không cay, không cay à? Quay mồm à? Gì này cũng được. Ngon nào. Em quay cho em còn chờ rất cái nước miếng thôi. Ngon. Gà nướng Hàn Quốc. Ngon ngon ngon. Ngon ớt cay quá, cháu nói sớm. À. Đây là cái gà tẩm ướp sẵn này. Cái gà rồi là gà không tẩm. À có tẩm hạt tiêu. Ăn nó mềm mềm. Giống kiểu gà non ấy. Còn đây là miếng gà gọi là gà tẩm ướp, mà ăn thử với nhau. Ngon. Rất mềm. À. Điểm đặc trưng của gà nướng Hàn Quốc là rất mềm. Này là cái gì? Tương đậu. Tương đậu luôn. Tôi đéo thích mấy cái đồ chấm của Hàn Quốc lắm đó nhá. Thề kiểu nó bị nhiều thứ quá ấy. À, có thì cũng ăn được. Ờ, à, ok thì nở nhá. Anh sẽ quay lại Đức sớm thôi em ạ. Đây ăn thịt nướng ngon hơn. Đây ăn thịt nướng ngon hơn, cái này hợp thịt nướng. Ăn hơi mặn mặn. Bây giờ mày dạy tao đếm từ 1 đến 10 em nào. In. 1 là in. 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 2 là in. 2 là in. In. I. Sam. Sam. Sa. Sa. O. O. Giúp. Chim, than, cu, cu, ship, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nâng song, sam, xí, hà, hốc, pét, nỉ, chất, phát à? Nâng song, sam, xí, hà, hốc, pét, nỉ, chất, phát. Tiếng mẹ, tiếng Hàn với tiếng Tây cũng giống nhau vậy cứt nhỉ? Cầm một anh á. In, y, sam. Pa, ô, giúp, chín, pan, cú, ship. Đình. Còn đây là dân chơi hả không? Theo cái Hàn Quốc là gọi là mới đi nghĩa vụ về thì sẽ dân chơi rồi là như thế này. Chào đây. Đây là nhóm xe ô, chờ bây giờ. Cái màn hiệu hình bị tờ. Đây là phong cách của giới trẻ Hàn Quốc. Chào đây. Ok. Ôi, hello anh em, hello mọi người nhá. Chào Kiểu Hoan. À, 안녕하세요. 저는 타이남이라고 합니다. 저는 베트남 사람입니다. 반갑습니다. Thề tiếng Hàn nghe đáng yêu vậy đấy nhờ. Mẹ sao quay cái shot. Hello, à, đấy. Bây giờ sau khi mà ăn uống xong phải không? Là tôi sẽ đi mua quà về cho anh em trong team. Thì tính xem là mua cái gì. Thì ở đây bất ngờ có một quả mà trông quả cửa hàng Hạnh Nhân trông hợp lý thật sự để mua đồ luôn. Quá. Tôi nhớ đợt vừa rồi nó đi Hàn về nó có mua đéo gì cho mình đâu nhỉ? Yeah man. Yeah. Thế là mua cho tất cả mọi người trong team trừ mình à? Ủa. Thật tôi đéo được gì nó thật đây. Chính là nó. Tôi vào đây tôi mua đồ Hạnh Nhân các thứ rồi. Hai túi. Làm hai túi.
làm hai túi là tổng cộng được 160 gói, về chia cho mỗi nhà tầm chục gói, ăn thử các vị, hợp lý. Ờ, sao vẫn không đủ đấy? Đủ 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 là thiếu đâu. Rất may mắn khi được một người như anh Khôi mua tặng quà. Chuyện nhỏ mà. Yeah. Là sao? 100. 100? Yes. I don't have. No, I don't have. No? No. Xong nói tiếng Hàn nhỉ? Thì mày nói tiếng Hàn với bạn đi. À đấy à? Em vừa thấy chúng con nói tiếng Trung với nhau. Mới lại thấy anh nói tiếng Việt nữa, thế là nó nói tiếng Anh. Thank you. Kamida. Ui. Mẹ anh Khôi ga lăng tip luôn cho bạn nhân viên toàn tiền xu ạ. Chị. Không, mình không chơi tiền xu với mẹ. Vua. Lại đi cát tiếp. Rồi chắc Hàn Quốc vô địch đúng không? Hello. Say hello to Việt Nam fan. Việt Nam fan. Say hello. Say hello. Hello, hello. Hello. Thank you, thank you, thank you, thank you. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Thank you. Thank you. Ah, xin chào các bạn. Oh, ai có cửa nhỉ? Vừa về đến phòng ấy có khách ạ. Không biết là ai, ra xem là ai. Hello. 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 Wow! How kicking, how kicking. Anh bật toàn! Em bật anh bật toàn! Lâu lắm rồi sang đây mới hẹn được em bật toàn đây. Cho phiên dịch vào. Mở quà của em dành cho Napoli khoai. Wow! Cảm ơn toàn nhá! Với món quà. Wow. Thế toàn đéo gửi thêm cho anh một bộ về, thì nhà anh thích cầu bông lắm toàn ạ. Toàn gửi thì toàn phải gửi mẹ 14 bộ cho tất cả anh em trong team, nhưng toàn gửi mỗi bộ cho Lê Khoai. Chết toàn ạ, rất mẻ tình cảm. Ở cái này chắc thằng Khoai thích lắm ấy. Mặc dù nó mới được 3 tháng không biết chơi đồ chơi nhưng mà vẫn thích. Và nó lắm được toàn ở trong này, rồi phong cách ở trong Hàn Quốc không? Ui giời. Giờ này lại sức khỏe nào ok chứ? Yếu lắm. Yếu lắm, thế sang đây làm gì đây? Và đi du lịch là chính. Chắc là nó sang là dẫn tôi đi ăn. Thôi, chắc là tôi đi luôn với Toàn đây. Còn ăn gì tí nữa các bạn biết nhé. Hello mọi người, hôm nay mình đưa anh Lê Khôi đi ăn lòng nướng ngon nhất Seoul. Lại lòng nướng. Lòng nướng. Chưa lòng, chưa lòng. Anh Khôi bắt mình quay. Lê Khôi này. À, từ từ. Tôi có quà dành tặng cho Toàn. Ê à, ghế đỉnh đấy nhở. Hợp lý đấy. Có quà, đưa thằng Văn cầm bộ quay của anh. À, bà đông mới. Thấy Phan, ba tô. Đứng lên nhận và chuyển nhượng. Chính ra phải là em ba tô. Bấm vào giữa màn hình là được. Đã hôn rồi, vừa đừng giặt nhá. À rồi đấy, tôi đang định bảo là mẹ phải nhắc thằng Toàn là đừng giặt cái áo này mà. May quá nó nói đừng giặt rồi. Giặt nó đi luôn à? Giặt nó bị phai màu á. À đấy, em gai tô mai lại buồn. Không buồn đâu, bởi vì nó đang làm lại một đợt mới. Vì đợt này đúng là bị phai thật. Nhưng mà yên tâm là chất lượng áo của Nghiệp Bóng Đá thì vẫn là số 1. Đây là thứ đặc sắc nhất ở đây. Không, ý tôi không phải là bạn nữ. Wow. Tại sao là có lòng ngon nhất Hàn Quốc? Lý do nó nằm ở đây. Amazing. Anh Toàn, anh nói gì đi. Đói quá. Nói tiếng Hàn gì?
Ủa trong quả kia nó giống quả rồi đúng không, nó là rồi thề trông ngon đéo chịu được ấy rồi men. Ôi, anh ấy giả vờ, anh cho mồm á, cho mồm á. Trời ơi, cho mồm á. Đi nào anh, ngon không? Chính cha master. Anh ấy điệu thật đi. Thế anh em với nhau quý hóa, dù đen lòng gắp cho miếng tteokbokki. Đúng kiểu no mẹ đi. Ăn đi em, đây nè. Phô mai ngon này. Đi mẹ, thằng nào edit cho nó ác phải cứt ạ. Nó đã cố để lại một miếng vào đấy để nó giả vờ là nó gắp từ đấy ra rồi. Mẹ mày phải cắt cái cảnh để vào trong đấy đi. Mày để nguyên cái cảnh nó để ở đấy xong nó lại rút ra. Quê thằng bé thực sự. Phô mai ngon này. Cái này chấm gì đấy. Cái này chấm gì. Đấy, diễn hiểu không? Đấy, đúng ra là cắt phát từ đây ra, nó lấy ra là đẹp mẹ rồi. Đưa luôn cả cái cảnh mẹ nó rúi ở trong cái nồi. Tháp biểu, tháp biểu. Ừ. Em cảm nhận. Tháp biểu đi. Cắt tháp biểu ta. Vừa dậy cái gì ngon nhỉ? À, chin đưa mát sư tê. Chin đưa mát sư tê, nó đến nhà đâu. Chin gì nhỉ? Chin cha. Chin cha Masuno. Masuno. Masuta. Chin cha Masuta. Tôi có mặt tại Itaewon, chính là con ngõ xảy ra một sự việc rất đáng buồn. Uầy, đây là ngày xưa có vụ dẫn đạp ở Hàn Quốc đây đúng không? Photo the ring. Chúng ta đi vào đây và cùng nhau chụp một bức ảnh gọi là kỷ niệm cùng anh Toàn. Anh Văn Toàn, em fan anh. Đây cà mìu. Đây đây, từ từ, tao có thể lẻ, tao có thể lẻ. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đây đây đây. Đóng cửa. Mày cầm của anh ấy. Để em quay cho hai anh em chụp. Đâu, thằng Thiều ở đâu? Mấy nghìn. Từ từ đã xem nào. Cái này có con đèn này. Cái này là đèn trắng này. Đèn này nó chụp đèn trắng. Đâu, chụp cái nào. Chờ đéo nào thì được. Sao đọc quên đẹp chứ, trời ơi. Cái biển ngọt ngào này. Ở biển này, áo mình sơ lên biển này. Đâu, hình như này. Chụp mấy tấm à, đúng không? Chụp xe đâm đầu chụp. Trở lại. Chọn chụp đèn. Đây là khung. Uầy thề. Cắt ra đây nào. Cho đấy, cho đây này, nhà này, deck này. Lấy nào xanh cho biển hẳn đấy. Biển hẳn đấy. Mấy tờ? 4 đi. Rồi, 4 hai thì mỗi thằng một cái thì 4 dáng hay là kiểu hay là số lượng in. Tên mặt đấy. Tên mặt hả? Đây. Thôi. Không, đây tao có tiền mặt. 6.000 đây, 6.000 đây. Nhét vào đâu? Đấy. Từ từ xem nào. Đấy. Nếu bên dùng tiền mặt thì sao luôn. Có phải có lỗ nhé chứ. Đây. Ờ đúng không? Yeah. Yes. Đưa món món nhà. Đó cả đó đấy. Đưa ra đưa cha là chuẩn chụp video đấy nhỉ. Yes. À đợi 6 giây anh. À rồi đấy. Chụp 6 kiểu cơ mà. Sợ kiểu bắn rồi anh em ơi, mà nghiêm túc. Nó chưa chụp mẹ rồi. Cái gì đây? Nó chụp rồi. Nó đếm ngược có 10 giây này. Đứng ra anh to đấy. Đây là 3, 2, 1. Sao mặt nhau quá trời. Thế thì tí đi in ra cái đầu tiên xấu lắm ạ. Tại vì mày làm cái gì? Không, không, mày chọn được 2 tấm mà. Nhiều thế nhỉ? Đấy, đẹp này. Sao này mình chụp kiểu dạng phong cách kiểu ấy thế nhỉ? Cổ điển đấy nhỉ? Cổ điển nó như nào? Cổ điển đấy nhỉ? Nhanh không cái 4 giây.
Mày nghĩ đi, mày nghĩ kiểu em đâu biết nghĩ được kiểu gì cơ. Anh em mình làm trái tim. Ừ, làm trái tim. Cái này thì vợ ở nhà không phải ghen chết. Có nhiều kiểu. Kiểu gì đấy nhỉ? Đấy, đưa làm tựa đi. Tựa à? Tựa như này. À, đại sứ dương hiệu mixer thế là chết mẹ rồi. Quá, em đen thế. Ừ, nhận cái miền này đẹp nhỉ. Ừ, miền hay. Mày chụp không? Mày vào ừ, đây. Thôi. Chọn đi. Anh chọn trái tim này. Ừ, chọn trái tim. Rồi tắt tắt đi rồi. Rồi, anh chọn trái tim này. Ừ. Mày chọn đây, chọn văn trái tim. Anh như là đây cầm đây. Chọn xong nhá. Xong rồi, thế là chỉ được một cái này. Ở đó cho y có một cái. Ở đây cái trái tim rồi. Đéo, sao chỉ có được cái đấy nhỉ? Đâu? Tôi bấm thử nào. Đéo lấy cái đầu nhỉ, cái đầu đẹp vãi cứt. Yeah. Ok, đéo cho xem ảnh. Hello mọi người. Nếu như mọi người mà đã xem đến đây thì đây là phần kết thúc của chuyến đi công tác 6 ngày tại Seoul Hàn Quốc của Lê Khôi. Một chuỗi ngày làm việc vất vả có, mệt mỏi có, khản giọng có. Nhưng mà cùng với đấy là niềm vui khi được gặp gỡ những bạn bè, những đồng nghiệp. Rồi không thế được gặp những anh em viewer bên này thật sự là rất vui. À, thời gian thì thấm thoát thoi đưa. Cũng là lúc mà chúng ta kết thúc cuộc hành trình này để mở ra những cuộc hành trình mới. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ cho mình, cũng như anh em, các anh em khác trong team. Hy vọng mọi người vẫn sẽ luôn yêu quý mình cũng như là các anh em khác ở trong team. Refund mãi đỉnh. Vai cả cứt thật. Để mẹ đéo hiểu sao mình ngồi mẹ mình xem hết 2 tiếng ạ. Sợ thật. Vlog em đỉnh. Mẹ nhất Việt Nam rồi. Ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu phải không? Thế thôi. Sợ thật mẹ, quả vlog.